cả nhà. Hello chị Thanh Thu Đặng, Thanh Thu Đặng nha. Hello chị Minh Thu này. Hello, có lên áo phong rộng không ạ? Có, ưa cái gì có cái nấy. Rồi chị nào vô rồi tương tác nha, chia sẻ luôn dùng nguyên trẻ mà thôi. Chia sẻ nha. Cứ vô nhà Nguyên mà không chia sẻ thì mắc lừa. Hello Úc Lâm nha. Rồi chị nào vô rồi chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nha, kiểm tra thử. Chia sẻ xong kiểm tra thử là mình đã có logo người chia sẻ chưa nhé. Thực ra vì săn hàng sao sale bao giờ bán tặng cũng bao giờ cũng chốt cho những chị nào đang chia sẻ thôi. Thường là bao giờ bán tặng cũng là bán lỗ hết. Nha, rồi lên đi trẻ mình ơi, chị nào chia sẻ để hiện lên logo người chia sẻ nha. Ai mà không hiện lên logo người chia sẻ là bỏ qua nha. Đi. Lên là lên. Bao hàng xã. Hai bao nè. Lên nha, trẻ mình vô rồi nhớ tương tác với trẻ mình ơi. Cứ hàng sale mà chị nó không chia sẻ là mắc lừa. No sai rồi. No chứ chưa sai. Chị nào mà không chia sẻ lên là mắc lượt nha. Chia sẻ đi dạ mình ơi. Mỗi chị em mình vô like chia sẻ lên luôn dùng nguyên tối này. Lớn bé gì còn lẽ là nguyên xả hết. Lớn bé gì cái gì còn lẽ là nguyên xả hết. Cho nó gọn kho. Do mình chia sẻ chưa công khai. No chứ chưa sai. Do chia sẻ không công khai á, chia sẻ lên công khai nó mới hiện lên logo người chia sẻ nha. Giờ ơi, mà chị nào chốt hàng sale với chị nào lên logo người chia sẻ chốt nha, còn chị nào không có logo người chia sẻ là mắc lượt nha. Đấy, Tình Ngô đã lên ra ba bao rồi đấy. Tâm Minh Tâm đã lên cái gì mà lên số điện thoại rồi, đã lên cái gì đâu mà lên số điện thoại rồi. Ai Tình Ngô là lên cả ba bao ra rồi ấy. Mai chị ơi, mai thì mai rating nha. Tình Ngô rinh ba bao rồi nên là chị em mình lên nha, còn hết cái đống này lo tranh thủ xả chứ mai mùng một rồi, mai mùng một không có xả hàng nhá, lên tranh thủ với chị em mình ơi. Chia sẻ nha, chị nào vô rồi chia sẻ lên luôn cho Nguyên, lắm hàng sale lắm hàng xả, chia sẻ lên chị em mình ơi. Ba bao lận không có ít nha, ba bao lận không có ít. Đồ xây mờ đang không có hàng bán này. Bộ hãng này sai sao lại được thì làm sao mà sai được. Rồi quần nam lên đi nha, chị nào kiểm tra thử hết là chị em mình đã chia sẻ hết chưa. Trời ơi, áo lót lông này xây mờ hết sạch sành xanh xả đi bà ơi. Cứ từ từ, cứ từ từ, không có vội. Mai mình còn nghỉ một ngày nữa phải không chị em mình ơi, đúng không? Mai mình còn nghỉ một ngày nữa, còn thong thả nhá. Rồi lên nha, lên đi, chia sẻ đi. Chị này hai bộ, bộ thể thao nam hàng công ty nhá, bộ thể thao nam hàng công ty nguyên đi nhanh luôn thôi, lên hơi trễ nhá, lên nhanh luôn. Thương Thái có luôn, Thương Thái cũng có. Bộ này dành cho những anh nam nào 65 kg, bộ này là hàng công ty nha chị em mình ơi. Thương Thái có luôn, cái gì cũng có hết, thiếu mỗi tiền thôi, còn quần áo đủ các loại, cái gì cũng có hết. Được chưa, lên chung mã này. Ôi, mai đi làm hay mai hết nghỉ bù rồi hả? Đồ bé thì em có ít thôi, xíu nữa còn ít đồ bé em sale hết. Lên luôn dùng mã tặng bộ nam đi. Tặng bộ nam nhưng mà là hết. Quên. Quên. Có quần nam sinh đi học, em không có chị ơi. Cái này á, size dành cho những anh nam nào 65, 68, 68 đi, 68 là bao ok. Nha, size 3X 68 kg. Lên mã tặng bộ nam đang có hai bộ 68 kg đổ về. Nha. Sale luôn nhá. Sale nhá. 55.000, sỉ không có giá này. Tặng 55. Tặng 55 sỉ không có giá này.
Chị em mình mà săn những cái bộ này coi như là chị em mình đã tiết kiệm được cả tiền ship. Có hai bộ thôi cho chị quýt chút. Bi ôi chị ơi, đổi cái tên lại giùm em cái. Đọc cái tên mắc lẹo miệng luôn ấy. Quýt chút gắn hoa vô lai cho nó to. Gắn loa hả? Em nói to mà. Em nói to bự mà. Trời ơi cái tên. Từ từ nha, từ từ nha. Đây cái này cho chị quýt chút chi fan trước nè. Tặng 55 sỉ nha, em không bao giờ có giá này. Rồi đã hai bộ nữa. Đã hai, đã một bộ một cam. Một bộ một cam. Nhận đồ được đồ nhà rồi. Hàng đẹp sao ok, lần đầu mua rất vừa thấy. Cảm ơn chị Nguyễn Miên nhé. Của Nam xây xây từ 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 từ. Sao 2x một cam. Cam cho ti ti. Cam cho chị ti ti. Cam cho ti ti. Em đi là 55.000. Sĩ đâu không có giá này đúng không? Vì ti ti đâu có nhập được giá này đâu. Vì em cũng không nhập được giá này, thật chắc là không nhập được giá này. Xây 3x là xây gần đến 70 kg nè. Okay. Cho chị ti ti bộ, ti ti bộ nó 55.000 nhá. 55.000. Đây màu trắng. Chữ nhiệt màu trắng chị. Đến lúc chốt đơn rồi chị báo chị ơi. Em đang like hụt hứng luôn. Đến lúc chốt đơn rồi báo chị ơi. Em like rõ ràng luôn chị em mình luôn. Bỏ lên đó đi rồi. Cái này size 2XL, à, size 3XL, size 70 này chị em mình. 3XL. Nha lên mã 3X. Lên mã 3X và đây luôn chị em mình tặng 55. 3X nhá, hàng này hàng công ty nha chị em mình ơi. Nó khác với cái bộ bộ 59 mà Quân đi mỗi khi nha chị em mình ơi, khác. Hàng này là hàng nhập đắt hơn nhiều. Cho chị ti ti, con này đi chị em mình 45.000. Còn em mã này là mã giữ nhiệt 45. Giữ nhiệt 45 dùng nguyên nhé. Đi nhanh chị em mình này, giữ nhiệt 45. Quất chị em mình nhanh tay luôn nhé. Lên mã giữ nhiệt 45. Giữ nhiệt 45, ôi con này size 4X làm gì còn. Size 80kg. Gần 80kg. Lên mã 4X gần 80kg. Giờ làm gì còn con này chị em mình ơi. Gần 80kg nhưng mà là hàng công ty luôn. 45 cho chị Bông Nguyễn. 45 cho chị Bông Nguyễn. Lên mã này 4X, 4X cho chị TT. Đây à. Ờ, nó Bông Nguyễn 4X cho TT. Quần Nam tặng 35.000 đô. Quần Nam này tặng 35 nhé chị em mình ơi. Thay dành cho những chị em mình. Ôi lộn lộn, những anh nam nào 60. Như đây. Ở quanh 45.000. 60 62 đổ về. Nha, lên luôn những mã này, mã tặng quần Nam. Lên mã bộ cao cấp. Bộ này là bộ cao cấp, bộ này đang đi là 189.000. Quần Nam, quần Nam, quần Nam cho TT. Nam TT. Bộ cao cấp. Em ăn số 2 này nhỉ. 35.000, 35.000. Cho em mã cao cấp luôn dùng nguyên hàng này, hàng 699.000. Size dành cho những chị em mình. 55 đổ về là chốt ok, cầm em mã bộ cao cấp luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã cao cấp 179. 179 cao cấp nha chị em mình ơi. Chị nào lấy mã 179 cao cấp luôn dùng nguyên. Hàng này là hàng hàng 699.000. Size 55 nhé. Cầm em mã cao cấp luôn dùng nguyên. Chốt mã cao cấp đây một bộ nam nữa nè. Size 68. Lên mã 2X 6870. 70 là mã ok luôn á. Lên mã 2X. Comment lên 2X nhé chị em mình nhé. 6870 lên mã 2X. Bộ 4X em hết sạch xanh xanh rồi không còn đâu. Chẳng qua hàng này là hàng hàng bom hàng xả chứ còn nguyên kho hết bộ 4X đâu rồi. Đông thị tài. Nha. Lên rõ mã đi chị ơi. Lên mã cao cấp. Chốt mã cao nha. Cấp. Bộ này lên luôn dùng mã bộ nam size 2X. Bộ nam size 2X. 2X kìa ba. 2X cho Linh Thị Nguyễn Thị. À, đâu, nãy đi 55.000. Linh Thị Nguyễn Thị. Bộ này đang đi chị em mình 105 đi chị em mình này 95k. 95k nhé. Bộ hồng cho Lựu Trần. Bộ hồng cho Lựu Trần 179. Comment mã này, size chị em mình dưới 60 nha chị ơi. Dưới 60 nhá và chị em mình để ý cái này là mang sẽ là mang phông vừa cái này nè. Nó không có dài. Nha, chốt lên luôn dùng cái này. Comment mã bộ xanh. Bộ xanh đây được chị em mình tặng 95. Có bộ xanh và bộ tím. Bộ xanh và bộ tím. Bộ xanh và bộ tím hai bộ cùng phông. Cái này lên chung mã này. Được, đối với đây không được. Thấy mà. Lên mã xanh hoặc tím. 80, ôi lộn, 95.000. 95.000. Bộ 95. Bộ xanh, bộ xanh, bộ xanh. Bộ xanh cho Linh Thị nè, Thị. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nhá. Con này thun thái nè.
con này thun Thái này, tạ ngàm 39.000, thái lẫn 39, chị nào lấy thái lẫn 39 lên luôn dùng em nhé. Thái lẫn 39, em còn bộ màu tím, em còn bộ màu tím, màu tím. Ui, bộ này sao ta, nó bị cái vấn đề gì trời, tím bình thường nha. Bộ này hàng xịn luôn. Sao chị em mà 50 đổ về. Lên mã bộ xịn luôn dùng nguyên nha chị em mà nó. Bộ xịn hàng này chị em mà nhìn nè. Nguyên đây chị em mình mã này mã tặng 59. Ai nhanh tàn có. Tặng 59 nha. Size S thôi nha. Tặng 59 size S cho chị em mà nói. Bộ này bộ xịn chị em mình thấy cái tab này toàn bộ bán cho em bao nhiêu tiền. Tỷ sĩ vô đó 155.000 rồi. Lên mã đen S. Comment mã đen S. Xịn hết cho trời. Cho TT nè. Đây nè. TT đây nè. 59.000 không khác làm sao mà giống được vú thấy 59 rồi nha. Cái gì đây khác chuyện luôn. Sale con này 79.000 xong sale giảm 69.000. Ôi nay nhận được cái áo khoác 195 rồi. Chúc mừng Trang nha, rất là nhiều chị không săn được cái mã đó. Chị nào cũng bảo là Nguyên ơi, có ai xả, ai bơm cái mã đấy chừa cho chị. Thấy đen xịn rồi nhưng nha. Mà có ai xả đâu có. Cái lót lông nó không có ai xả hết trơn á. Mã này cũng đen luôn chị em mình 69.000. Size 62 đổ về. Nhầm 65 đổ về size 2. Lên mã này là mã 59. Comment mã này là mã ôi lộn 69 sau đây chị em. Lên mã gió 69. Gió 69 sau đây chị em mình nhá. Gió 69. Gió 69. Comment mã gió 69. Nhiều chị lắm luôn bảo là Nguyên ơi có ai xả không để cho chị. Nhưng mà rất tiếc là không có ai xả hết. Gió 69 cho Xuân Hương Hồ. Xuân Hương Hồ. Lên mã này là mã cao cấp thái lựu rồi nhá lựu ơi. Thái lựu rồi nha. 69 cho Xuân Hương Hồ. Thấy dạ mình nhìn nè. Con này xe máy đây. Con này lên mã xịn luôn dùng nguyên đá xịn. Đang xe 145 đúng không? Nguyên đây luôn chị em mình mã này mã tặng 130. Không thể nào có được giá này hết. Áo da chị chưa nhận được nha. Mai em dục giao lại. Tại vì ghi nhầm cái địa chỉ của chị Phương Nghi. Ơ quên lộn. Chị Cú Bi ấy. Cú Bi gì đấy. Chị Cú Bi không chịu nhận hàng. Bảo là chị không có đặt. Đấy ghi bị nhầm. Để nhầm địa chỉ thông tin cũ mấy hào đi chung ấy. Cái nào nãy nói bao nhiêu tiền. Size này 57 đổ về là chút ok. Lên mã đá xịn. Mũ của nó toàn bộ là hai lớp. Nhá. Hàng này chị em mình phải mua tiền hàng. Trên dòng 2 ấy. Trên dòng 2 ấy. Này đi 130. Comment mã này là xịn 130. Phải là mua hàng 2 mới ra được con này nha chị em mình ơi. Phải hàng 2 nha. Chị nào lấy cái này xong bỏ vô cái bì cho nó gọn đi ba. Xong bỏ vô cái bì cho nó gọn đi ba. 130 nha. Bộ đằng sau chị không vừa đâu chị ơi. Bộ đằng sau chị không thể nào vừa được. Rồi nhá, lên luôn cho mã này mã giữ nhiệt 45.000. Giữ nhiệt 45 dùng nguyên nhá. Giữ nhiệt 45. Chia sẻ vô. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha. Comment mã này giữ xịn nhiệt, size này là size 60 độ vậy. Tiếng không chia sẻ. Comment mã này là mã giữ nhiệt 45.000, chị nào lấy giữ nhiệt 45 lên giữ nhiệt 45 nhé. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Thái gì Tư Nguyễn Thị chị ơi. Không có phải 3XL chị, 2XL chị Thanh Anna 2XL. Con này bao nhiêu tiền ta? 39.000 lên luôn chung mã nút đen 39 size 55 độ về. Nút đen 39 con chạy nhanh luôn nhé. Thái Tư Nguyễn Thị. Con chạy nhanh luôn chị em mình chốt nhé. Cho nó được nhiều mã cho chị em mình. Ôi giời ơi. Lên mã tặng công sở size S. Xe trẻ mình dưới 50 thôi. Tặng 49.000 luôn. Xe S nhé. Xe S, xe S. Giữ nhiệt ra. Giữ nhiệt cái Xuân Hương Hồ. Đấy, đấy, Xuân Hương Hồ. Và ghi cái giá ở ngoài. Comment lên chung mã này là mã công sở. À, công sở nhé. À, 130 hồi nãy cho chị Bảo Kiên Huỳnh kìa. Bảo Kiên Huỳnh. Lên mã công sở. Hôm nay luôn trẻ mình nãy bao nhiêu tiền? 49.000 cho chị Mộng Thu Trần. Công sở cho Mộng Thu Trần. Con này đang sale 39.000 thì làm gì còn giá nào sale với chị em ơi. Cái con này, mới nói chị nào không chia sẻ mắc lượt nhá. 39 này đi chị em mình 30.000 luôn. Size 15. Size 15 lên mã bé 15 là ok. Comment lên mã bé 15. Chị nào lấy bé 15. Comment mã bé 15k à, lộn 15 kg 30k. Con này hàng đẹp, hàng bomber người ta vẫn đang bán là 150.000 trên Shopee. Nút đen chút chưa ba? Nút đen cho chị Ly Trương kìa ba. Nè. À, cho Ly Trương. Trên Shopee người ta vẫn đang bán là 150.000. Cái này bao nhiêu? Con đó 30.000, lên mã bé 15 kg. Ôi trời ơi, quần nam nhá. Size gì đây? Quần nam size 28. 140 luôn, size 28. Quần nam size 28 nhá. Bé 15 cho. Nha chị nào lấy quần nam size 28.
Cố lên tôi ơi. À không, cố lên tôi ơi, không chia sẻ bé 15. Nhiều chị lắm nè. Thương sẻ. Quỳnh hay là Nguyễn Nhân gì đấy lên trước kìa. Thương Quỳnh hoặc là Nguyễn Nhân. Chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Lên mã quần nam tây ha. Bé này nhiều. Size 28 30k. Size 28. Bên đây trẻ mình 140 này. Trẻ mình á, những cái này. Quần nam thì trang lê kính, trang lê kính. Những cái mã này thật sự là nguyên size nhỏ hơn hết hàng bán rồi. Bộ đen cọc tay làm gì còn chị ơi. Trẻ mình để ý luôn dùng nguyên con này. Ở người ta để đi lót lưới là người ta đã đi 150 rồi. Nguyên đây trẻ mình một lót lông nhá. Hàng toàn và hàng xịn, hàng ba khóa nè. Size 57 đổ về. Làm gì còn hàng bán. Cái này đang đi trẻ mình 155 nghìn đúng không? Trang lê rồi nha. Đang đi 155 nghìn đúng không? Nguyên đây trẻ mình mã 140. Nhưng mà giá này toàn bộ là giá hàng xã, hàng bom. Chứ không bán giá này. Để chị em mình kêu ừ. Nó mới bán hôm bữa nó bán giá này. Nguyễn Ngọc Thái nhưng Nguyễn Ngọc sao nha. Lên mã lông nam size 10 nha, size 60 đổ về. Nguyên đây luôn cho trẻ mình luôn. Đây, một cái 140 luôn. 140 luôn. Một cái đen, một cái màu xanh đen. Phải không trẻ mình ơi? Phải là ở ngoài thị trường đang chạy lót lưới mà 150 nghìn không? Nguyên đây trẻ mình lót lông luôn. Lót lưới nhà Nguyên chỉ có 120 thôi. Đây trẻ mình lót lông, mã này mã 3 quá. Con này đang hot này. Nguyên cháy hàng luôn, liên tục luôn. Mà size nhỏ lại không có hàng nữa, lại xả ra này. Lông mà chị Nguyễn Miên cái này. Rồi lên lông đen luôn dùng Nguyên. Ờ. Lên lông đen, lên rõ màu cho em, lông đen nhé. Còn em mã lông đen dùng Nguyên nha chị em mình ơi, lên mã bộ cao cấp này. Hồi nãy cao cấp này size L, size 52 gọn 55. Lông đen chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Diễm Lệ không chia sẻ. Chị nào chia sẻ chốt nhé. Cũng không chia sẻ. Đó chị Mộng Thu Trần. Mộng Thu Trần. Nguyên nói chị nào không chia sẻ là mắc lượt những cái mã này nhé. Mã này. Áo đang mang có, từ từ chờ Nguyên xíu. Cái nào cũng đang đi trẻ mình bao nhiêu tiền? 189 này đi trẻ mình 79.000. Lên mã cao cấp 179. Cao cấp 179 luôn dùng Nguyên nghe chị em mà nói. Cao cấp 179. Còn cái size M nữa nè. Còn cái lông đen size M nữa nè ba. Ba coi ai chốt đây. Ai chốt bao nhiêu chị chốt nè. Không chia sẻ. Còn Mộng Thu Trần sẻ. Có rồi đúng không? Ừ. Tiết Trần có chia sẻ không? Tiết Trần nè. Tiết Trần chia sẻ nè. Tiết Trần chia sẻ nè. Lên mã cao cấp 179. Cao cấp 179 size 52 chị nào gọn lên 55 nhé. Cho chị Lương Nguyễn lên Nguyễn. Lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin trên like cho em đi nhé. Lên địa chỉ luôn trên like luôn cho em. Lên địa chỉ luôn trên like luôn dùng Nguyên. Xã chốt xong mới vừa chốt xong cái nhắn tin bảo là xã đi em ơi chị về quê rồi chị không nhận được. Ui giời ơi khổ. Các lý do rồi bao đầu tiên. Hết bao đầu tiên. Lý do. Nói chung là lý do to hơn mục đích đúng không chị em mình ơi. Rồi nhá, áo anh đang mang có. Cái đàn đi luôn trẻ mình bao nhiêu tiền ta? 45.000, comment mã giữ nhiệt. Con này size 55, 57 thôi này. Giữ nhiệt 45, cao cấp em hết. Cao cấp em hết, lên luôn chung mã giữ nhiệt 45k, size này 55, 57. Thấy chị ái chưa thôi, em thấy chị rồi. Thấy rồi. Lên mã giữ nhiệt 45.000. Đúng không chị em mình ơi? À tự không chị Lê Diễm Lệ lên sau. Lê Diễm Lệ lên sau. Nói chung là có rất là nhiều lý do. Giữ nhiệt 45 cho Tigon. Để chị em mình xả đơn. Nha. Rồi nhá, nhưng mà thôi. Xây M 57 đổ về. 57 đổ về nhá. 85k luôn áo nam. Trương Thị Hồng lên hình như không chị ơi, chưa nhá. Lên mã áo nam luôn dùng Nguyên nè. Chị nào lấy áo nam, lên mã này làm mã vú. Vú xây gì đây? Xây 34. Áo ăn mang có xíu em lên. 85k áo nam là đang xe 95 thì là không tìm ra được rồi. Thật sự luôn. Xe 34 nhá. Này đi trẻ mình 40k hai con này. Ti 40k hai con. Nha lên mã ngực. 4 ơi lộn. 80k hai con mà cái 40k hai con. 80k hai con nhá, lên lại dùng Nguyên cho chị em mình ơi. Cái này còn con size 28 này. Lên mã ngực nhá. 80k chứ không phải là 40k đập lộ. Đập lộ nha. Cái này size 28. 125 luôn, ai nhanh tàn có nè. Size 28, 125.000. Nha chị nào lấy mã 28 lên mã 28 giúp Nguyên đi chị em mình ơi. Comment mã 28 đây. Comment mã 28 giúp Nguyên nha. Chị nào lấy 28 lên 28 luôn dùng Nguyên. Đây, cái nào đi chị em mình 45k luôn. 45k lên mã xanh than. Xanh than nhá. Thôi trời này mằng những mấy con này sướng luôn ấy. Mằng mấy con này bao sướng luôn. Size 55, 57. Thậm chí chị em mình 60 chị em mình vẫn mang được nha chị em mình ơi. Lên mã này là mã xanh thang 45.
Thuận này giá bán tặng luôn thật, Thuận chạy về. Tại vì cái nào cũng chạy về nhiều quá luôn ấy. Về số lượng cực kỳ nhiều con này luôn. Lên mã tặng xanh thang 45.000, nhận hàng con 45.000 về đi chị em mình ơi. Thử này nó ra làm sao mà sao lại nó lại rẻ như thế nha. 45.000 ngực em hết rồi chị ơi. Lên mã tặng xanh 45k, con này dần giữ nhiệt nha chị em mình ơi. Tặng 45k xanh luôn. Chị nào lấy xanh 45 lên xanh 45. Chúc cho chị nào chia sẻ nha chị em mình ơi. 2 4 5 con. Xanh 45 chia sẻ nhé. Mạng bị gì hả? Xanh 45 cho quýt chút. Đi fan. Thấy không? Lẹo miệng chưa? Tiếc rằng. Tiếc rằng. Ai nữa? Từ từ. Chị còn mấy kiểu quần gu màu vàng. Em hết rồi chị ơi. Hết rồi. Nhà 28 em hết rồi chị Viên Ao Xuân ơi. Hoa vàng không chia sẻ. Thấy đọc mà đã bị nhảy ra. Thế bị vấn đề gì á? Chứ đúng rồi. 45k cho ai chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ không bỏ qua. Ai? Hà Hương Hoàng Nguyễn à. Từ từ. Xanh á, giữ nhiệt nhá. Xanh này giữ nhiệt nha chị em ơi, đi chị em 45.000. Trời ơi. Cho chị anh Trần thấy còn con, chị nào lấy mã này lên luôn chung mã giữ nhiệt nhá. Cho chị trời ơi Thanh Thúy Dương không chia sẻ. Quỳnh Như Trần không chia sẻ giùm em. Toàn một cái này là em bán tặng rồi mà còn con. Còn con 45k chị nào lấy lên luôn dùng em nhé. Còn con 45k. Nguyễn Trang không chia sẻ. Thấy giao mạng rồi. Từ từ áo con đang mang. Còn mấy con xíu lên bán tặng luôn. Còn mấy con chứ mấy. Còn mấy con. Bộ nam này size M size 57. Đi chạy mình 59k luôn. 59k luôn. Nha, lên luôn dụng mã bộ nam 59k. Thanh Thúy Thanh cũng không chia sẻ. 59k luôn dùng nguyên nhá, bộ này. Trời ơi, chia sẻ. Ok, thế Phan. Màn chậm. Xem cái bị đứng. Ôi chị kỳ ơi, khách vẫn coi được mà. Khách nhà Nguyên vẫn coi được mà. Cái này gì đây? Mờ Nam à. Mờ Nam. Mờ Nam cho Linh Thiện có hiện như đây. 59.000. Chốt xong hai cái áo hấp đi, thả tay luôn. Quảng Nam. 59.000 luôn. Cái này nếu mà chốt cho nam ấy, nếu mà chốt cho nam thì đến 62, mà chốt cho nữ đến 65. Áo hết đi hai cái 59.000 luôn. Không nghĩ ra được. Em nói thật sự luôn. 59.000. 59.000 dùng nguyên nha chị em mình ơi. Nha. Rồi lên bao này đi ba. Ba cho lên bao này. Lên mã này là mã mũ. Mũ nhá. Mũ hồng mũ nu. Mũ hồng mũ nu. Nha. Mũ cho chị Linh Thị Nguyễn Thị con. Bao nhiêu? 59k luôn à. Không phải mũ luôn. Mũ hoa mũ này mũ màu gạch. Mũ này màu gạch. Hàng này là nỉ tàu nha chị em mình ơi. Con này dòng nỉ tàu nhá. Lên mã 59 gạch luôn. 59 gạch. Bộ nam em hết rồi. Màu gạch nhá chị em mình. Lên lại màu cho em nha chị em mình ơi. 59k màu gạch. Chị nào lấy mã 59k màu gạch luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. 59k gạch. 59k gạch. 59k gạch nhá. Chị nào lấy 59k gạch lên 59k gạch luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. 59k gạch. Bi Phan. À con này bộ này bị lỗi. Gạch cho quýt chút Bi Phan. Trời ơi cái tên. Cái này nó bị cái này chị em mình về giặt dùng nguyên nhá. Bị cái này không biết là bị cái gì nhưng mà giặt ra đấy. Lên mã tặng lỗi đi. Gấu này tặng lỗi tặng 19k. Bị lỗi nhá. Bị lỗi nha chị em mình, lần sau thì chị em mình giặt nó ra ấy. Và cái mảng gì nó đóng cái gì giống như keo ấy, bị keo ấy chị em mình này. Bị keo ấy, size 15, 19k. Bị keo ấy mà này chị em mình giặt ra nha chị em mình nha. Lên mã lỗi, comment mã lỗi. Riêng cái này thực sự không có 19k rồi. Nhá, không có 19k rồi. Bộ lỗi nhá, bộ lỗi 19k. Lỗi 19k, lỗi cho phí phố hồng. Ai đang có đơn đi ba. Hiện tại ai đang có đơn đi. Tiết mùa đông kìa. Tiết mùa đông lên đầu tiên kìa. À tiết mùa đông. Tiết mùa đông lên đầu tiên kìa. Tiết mùa đông. Con này size dành cho trẻ mà 55 đổ về 39.000. Nha lên mã đá hồng 39. Comment mã đá hồng 39 dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đá hồng 39 nha. Con này size 18. 18 nhưng mà hơi dài, cái quần nó sẽ hơi dài chị em mình về lặt la lên luôn dùng này. Hàng kit moon nhé. Con này chắc là phải lặt la hoặc là chị em mình lên một like. Quần nó hơi dài đấy. Size 18. Size 18. Hàng này Nguyên đang xe chị em mình 95. Nguyên đi chị em mình mã này là mã 65k. Bác nào em có. Hiện ngập dung. Em đi luôn cho chị em mình con này giá 65.000 thì thật sự không thể nào tin được hết. Hàng kit moon nhé. Size 18. Size 18. Nha, size 18. Cưng không? Lặt lai lên nhá, hơi dài đó.
hơi dài đó cho chị. Trông Kiên Nguyễn, Trông Kiên Nguyễn, Trông Kiên Nguyễn, 69.000. Trông Kiên Nguyễn 69.000. Bộ nam, ôi lại size 4X nè. Chưa bình luận mà anh xã ra đọc rồi. Cái dây mặt này chị chậm rối, chậm rối. Á mặt có màu vàng em hết, sạch xanh xanh rồi chị ơi. Size 80 này chị em mà nó. Tặng 59k đi, 55 miết hồi nãy tưởng cao bộ, 59k đi. Tặng 59 đi chị em mà nó. Tặng 59, tặng 59, tặng 59, tặng 59. Ôi trời ơi. Đây, chị em mình thấy con này muốn up lên trang cá nhân không? Bao nhiêu chị đặt không có hà. Size 30. Size 30. Cái này sao chị em mình bao nhiêu ta? Cái này không đi luôn chị em mình mã nè. Không biết bữa nó sale giá mấy ta. 145.000 đi. 145. Size 30 nhá. Con này nó quá xịn luôn chị em mình ơi. Mã này thì chả biết mùa đông là gì. Size 30 nhá. Mình đây luôn chị em mình mã này là mã 145. Bao nhiêu chị chốt con này không có hàng, xong phải xả ra chị em mình thấy không? Nguyên up lên 5 hay 10 phút gì đó khách đặt hết rồi đâu còn. Với cái giá sale này. Thấy xong cái lại xả ra. Hơi nhiều chị trước dễ sợ không? Nhá, size 30. Nha, lên chung mã long bé size 30, hàng này hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò nhá. 145. Hàng đó là xịn sò, hàng 145 nha chị em mình. 145 thí liệu. Hàng 145. Hơi nhiều chị trước dễ sợ. Chị nào chốt xong không có chị ơi, chị nào chốt xong thì là bên nhà Nguyên ngày hôm qua nghỉ dịch áo quên lộn nghỉ ấy đâu có chốt đơn sao bảo có chị mua chỗ khác rồi. Trời ơi, chị kia rước bộ rồi, chị còn bộ nữa. Size này là size 57 độ về 135. Nguyên đây luôn chị em mình, mã này là mã 125. 125 lý do mua kiểu gì mà nhanh thế. Một ngày người ta không chốt đơn lại bảo là đi mua chỗ khác rồi, làm sao mà chốt đơn thì hết được. Đây bộ nó nè. Đây bộ nó nè. Bộ này làm gì còn hàng hả chị em mà nó. Rồi. Ôi, không, cái này không phải hàng hoàn toàn. Cái này size S. Con này size S, size chị em mình 52 độ về. Thấy 125 rồi nha. Con này size 52 độ về nha chị em mình ơi. Tuy liếc Nguyễn. Tiên nước Nguyễn xây ác mới với chút xong. Để lúc chút đơn là sao. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Cảm ơn mã này là mã S, size 52 độ về 125 luôn. 125 luôn. 125 luôn. Chị nào lấy S 125. Cảm ơn mã S 125 cho người cần trăm năm. Tặng lên kiểu con này bán 10k luôn. 2 dây nhá. Dạ không phải 2 dây mà dạng rất vai thế này, này. Tặng lên kiểu đi rồi mà hồi nãy anh chồng cũng ghé lấy hàng rồi phải không? Hồi nãy chồng chị hiếu vô rồi thôi. Đơn kia hình như cũng đi rồi, đơn kia cũng đi rồi chị. Ủa nó đẹp này, kiểu này 10k này, kiểu 10k này, 10k cho hình ngọc da con hành. Size XL, con size XL và chốt cho chị nào chia sẻ luôn nè. Em đi luôn chị em mình mã này là 85k, lên mã lót lông này em còn mấy cái này. 85k lót lông. Hàng này thị trường đang chạy là rẻ, không thấy chỗ nào nó rẻ nhất mới bán chị em 119.000. Còn bình thường là 125, 135 chứ không có giá rẻ hơn nhé. Lên mã lót lông, tay này 57, 58 đổ về chị em cho ok. Lên mã này là mã XL đen nha, còn XL, XL đen nhé. Em đây luôn chị em mình 85k. Còn bữa lót lông đang lạnh này mà con Nguyên nó bán cái này có 85.000, không phát cái hai cái, chia cho người một cái. Không, chị Nguyễn Thanh chưa có chị ơi. Lên mã lót lông, cái này ba ghi lại để ba ai chia sẻ ba chốt. Cái này còn thẩm gần chục con. Gần chục con, hai cọc. Từ từ để Nguyên coi, hai cọc là bao nhiêu. Đi 85k luôn. Chốt cái chị nào chia sẻ nhá. Chốt cái chị nào chia sẻ bao ghi đi. Con được từng ngày. Con size XL thôi. Con còn size XL thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã lót lông. Con được từng ngày. Lót lông nhá. Lót lông, size XL thôi. Đang đi là size XL thôi. Nha, size này 57, 58 đổ về thì chị em chốt ok. Mà đi 85.000, ai chia sẻ Nguyên chốt nha. Còn chị nào không chia sẻ Nguyên bỏ qua nhé. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ Nguyên không chốt mã này nha chị em mình ơi. Vì đã là giá bán sale rồi, giá bán tặng rồi, làm sao mà đi được cái giá này được, làm sao đi nhập được ra được cái hàng 85. Chị nào không có logo người chia sẻ Nguyên bỏ qua nha. Được chưa, vì cái này là giá bán tặng rồi. Size XL nha, chốt cho chị nào hiện ta có logo người chia sẻ thôi nha. Chị nào không logo người chia sẻ Nguyên bỏ qua nhé. Như
quên Như Trần, đang xã XL nhé, xã XL. Cho chị Duyên Thảo luôn. Cho chị Duyên Thảo luôn. Ai chia sẻ nha. Lương Mai Hoa có chưa? Trời ơi, nghĩ làm sao thế chị em mình ơi mà bán 85.000. Trong Kiên Nguyễn. Duyên Thảo cũng không chia sẻ. Trong Kiên Nguyễn. Lương Mai Hoa. Quý Trúc Chi Phan. Nhưng mà chị Hà Hương Hoàng Nguyễn Trúc được không? Chị Kim Ánh chia sẻ lên luôn giùm em đã chị ơi, vì cái này em thật sự là em bán tặng rồi. 85.000 làm sao Nguyên đi nhập ra được. Duyên Thảo, ok. Thật sự luôn, không bao giờ đi nhập ra được cái giá này. Vì hàng trẻ mình cứ dạo quanh, người ta bán áo gió, lót lông thì là giá bao nhiêu tiền. Dòng rẻ nhất giờ người ta bán cho chị em mình là 119.000 đến 125 hoặc là 135.000 nha, không có giá này, đảm bảo luôn. Tặng nó luôn chị em mình là 85.000. Size XL nhé. Size XL nha. Và chị em mình chốt chuẩn nhé, đã sale thì đừng có chốt xong xả qua xả về. Nha. Có rồi, Nguyễn Nhan có rồi, Nguyễn Thị Kiều. Na Ngọc. Chốt rồi chị Nguyễn Thanh ơi. Cho chị địa chỉ à. Đang dịch giả em không nhận đơn ghé nữa. Phượng có rồi. Na Ngọc. Thì cũng là chốt đơn trên live xong, ví dụ như muốn ghé lái chuyển tiền trước hoặc là như thế nào, em để đơn trước xong là lái thôi chứ cũng không vô nhà để lựa nhé. Vì đang dịch giả em cũng nói chung là hạn chế như vậy mà nó. Nha, cho chị Su Su kìa ba. Bích Liên, Su Su Bích Liên. Rồi ok, qua mã này đi chị em mình. Qua mã đi, không có nhiều. Qua mã nhé. Trời ơi, bán 85.000. Lót lông chứ phải lót lưới mà Nguyễn bán 85.000, sợ chưa? Dạo quanh khắp chả ai bán giá này, thật sự luôn. Thật sự luôn. 85.000 giá này chuẩn ha. Chuẩn giá bán tặng với chị em mình ơi. Chuẩn giá này là giá bán tặng nhá, 85.000. Rồi nha. Cái này thì Nguyên đang có hàng hàng này hàng cắt kỹ. Bao nhiêu chị hỏi bảo là hết nè. Cho một cái bao riêng mà cho vô trong hàng xã nữa chứ. Cho vô hàng xã để sale hết. Sai cho những anh nam nè, cái này nhờ anh xã thử cái này cho chị em mình xem. Nha. Sale hết chứ chị em mình ơi, size 62 đến 65 kg. Tặng áo gió nè. Lót à. Cái này lên mã tặng áo gió nam 2 bao. Cái này nhờ sao mang giùm thử sao. Cái này là đen XL cho chị Nguyễn Thanh Huệ luôn sao. Nguyễn Thanh Huệ luôn. Cái này Nguyên bán tặng luôn. Hiện tại đang còn size L, size 62. Size 62 hàng gu nha chị em mình ơi. Mã này là mã gu nhá. Và bán tặng luôn cho chị em mình luôn con này. Đơ Khang à. Đơ Khang. Khách nhà Nguyên đang chốt được mà. Do mạng mình đấy. Đang chút được mà, sợ cái này thử. Quyên Mai thì có rồi nghe. Sợ cái này sao? Hàng gu nam, hàng này bao nhiêu chị hỏi xây lờ cũng báo hết rồi nè. Xong còn một bao. Không phải bao mà còn tầm khoảng chục con. Xây lờ, xây 62 đến 65 là trẻ mình chút ok. Được cái này nè. Mua cho chồng mang cả mùa này. Áo nam chưa? Cả mùa này và cả mùa nắng vẫn mang ok. Toàn bộ ở trong của nó là lót lưới nhé trẻ mình nó. Cái này nhờ anh Nam mang thử cho trẻ mình xem. Xây 62 nhé. 62 đến 65 kg. Nữ mang được à? Nữ mang cũng được. Nữ mang cũng được, nếu như to to thì nữ mang ok luôn. Mũ có thể tháo rời ra được luôn nhé. Mũ có thể tháo rời ra được luôn. Cái này cũng bán tặng luôn cho chị em mình nè. Nha, lên luôn những mã này là mã tặng gu nam nhé. Tặng gu nam. Bán tặng cho chị em mình con này luôn, tặng gu nam. Em đi luôn chị em mình luôn. Chưa chị ơi, chưa chốt hết. Em đi luôn chị em mình nốt luôn 105.000 luôn. 105.000 Nguyên đi cho nó gọn. Có từng này con nhưng mà toàn quả sale thôi chị em mình không chọn này. Bốc đại nhá. Tặng gu nam 105.000. Chia sẻ lên luôn dùng Nguyên Nhung Hà ơi. 105.000. Có không được à? Cái khách vẫn chốt được mà. Sao kỳ ấy. 105 luôn dùng Nguyên nhá. Lên mã gu nam. 105 luôn cho nó gọn. Nha, chốt cho chị em mình chia sẻ thôi. Chứ nghĩ sao con này đi bán cho chị em 105.000. Còn mỗi size L thôi. Còn mỗi size L thôi. Size 62 đổ về là 62 đến 65. Anh chồng anh đang 62kg. 62 thậm chí đến 65kg vẫn mang được con này. Cái này mà chị nào to to chị em mình xấu mấy phát ngay được con này luôn. Giá đi chị em mình 105.000 nhá. 105.000. Giá mạng sao à. Bên nhà em vẫn bình thường. Bên nhà em vẫn coi bình thường. Chị em mình lên luôn dùng cái này. Tặng gu nam. Chia nhá. Sẻ vô nha. Chốt lên mã tặng gu nam. Em chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ em bỏ qua cái mã này nha. Nói chung là chị nào chia sẻ chốt, còn chị nào không chia sẻ cũng bỏ qua cái mã này. Tặng gu nam à, ông chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Chị nào không chia sẻ bỏ qua, đâu có chia sẻ đâu mà chốt. Bao nhiêu chị lên đơn mà có chia sẻ đâu mà chốt, không chia sẻ bỏ qua nhé.
giá bán tặng chị em mình vừa muốn mua hàng sale nhưng mà chị em mình lại tiết kiệm lực chia sẻ thì thôi nhá. Rồi lên luôn dùng cái này, bán tặng luôn cho chị em mình cái này luôn, đang có hai bộ thì chị em mình giữ 60 nhá. Cái này hàng giảm nhiều lắm chị em mình nhìn này. Hàng giảm nhiều nhưng mà áo của nó toàn bộ áo là áo lẫn lẫn này. Tặng nốt bộ này giá 95 ta, được hai bộ. Tặng giá 95, được hai bộ cho chị em mình thôi. Chúc là chị nào chia sẻ thôi. Tặng 95. Chị Lương Mai Hoa. Vừa muốn mua hàng sale mà lại không muốn chia sẻ thì thôi. Nó thật sự chia sẻ nó không tốn cái gì của chị em mình. Để nguyên lái để cho chị em mình gọi là để gọi là tương tác thôi. Vô nãy bán tặng 105. Bộ nu cho xương liền bộ. Bộ nu cho xương liền bộ. Rồi ok nhé, chị nào lấy cái này lên luôn dùng, lên luôn dùng mà tặng bé. Tặng bé nhé. Tặng bé, size này là size 20 này. Tặng bé. Tặng 95 luôn cho chị Viên Ao Xuân nhá. Rồi lên luôn nè. Gu nam cho chị Kim Huệ. Kim Huệ, Kim Huệ. Bộ 95 em hết. Kim Huệ. Rồi nhá, lên luôn dùng này. Kim Huệ. Tặng luôn cái này luôn. Size này dành cho bé nhà mình 18 20 là mang ok dạng quần gối u mì. Tặng 19k luôn. Tặng 19k luôn. Tặng quần bé 19k, chị nào lấy quần bé 19 lên quần bé 19 nhé. Comment mã tặng quần bé 19. Rồi tiếp luôn dùng con này. Tặng áo xốp đang xe chị em mình là 49.000 này, đi chị em mình 39.000 nha. Lên mã áo xốp 39.000 nha. 39 19 cho Kim Huệ. Quần cho chị Kim Huệ luôn. Ok chị Kim Huệ. Rồi tiếp. Tiếp nhé. Con này tặng 45k. Con được 12 Hiếu Nha Nguyễn. Ok chị Hiếu Nha Nguyễn. Số 39 cho chị Hiếu Nha Nguyễn. Hiếu Nha Nguyễn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Có 4 con thôi. Đi luôn chị em mình mã này là 45k. Đúng 4 con nhé. Dòng giữ nhiệt qua form này chị em 60 vẫn mau ok. Kéo chị em mình xem. 60 chị em mình vẫn mau ok. Đi chị em mình nốt luôn. 45k. Lên mã này là mã nâu. Nâu 45 dùng nguyên nha chị em mình. Bao đẹp luôn. Trời này xe 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 này chị em mình mang con này quá ok nha. Lên luôn dùng mã này 45k. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay nhé. 1, 2, 3, 4. Giữ nhiệt nâu dùng nguyên 45. Comment mã giữ nhiệt nâu 45. Rồi con áo đang mang còn từng này con này. Tặng nốt luôn. Hàng này hàng 89. Size chị em mình đến 60 là chị em mình mang ok. Con này 60 mang ok con này luôn nhé. Không làm gì còn. Giữ nhiệt nâu Hà Hương Hồng. Giờ có cái gì em xem cái nguyên xem cái nó thôi. Còn cái gì xem cái nó quần bé hết rồi nhé. Quần bé hết rồi nhé. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã 45k. 45k. Rồi con áo con đang mang. Con này dòng có tông tàu chéo. Phôm này chị em đến 60. Phôm này chị em đến 60 mang ok luôn. Cái này chị em mình mix với quần quần legging cũng đẹp. Quần legging cũng đẹp. 60-62. 60-62 là mang ok con này luôn. Nha lên luôn dùng mã chữ. Em lên đang sen thôi. Em lên đang sen thôi. Size dành cho những chị em mình 62 đổ về chị em chút đẹp. Tặng nó con này luôn. Comment mã này là mã tặng 65k. Nào cho chị Nguyễn Thanh Huệ. Thanh Thí Dương. Trần Thị Nhi nữa hết. Tặng 65k phải là kèm theo từ tặng. Tại vì không thể nào đi nhập ra hàng 6, hàng 7. Hàng 6, hàng 7 thì không thể nào ra được nha. Ok chị Lê Diễm Lệ này. Trời ơi. Lê Diễm Lệ này. Không thể nào ra hàng 6. Cho chị Vi Nguyễn Y Ngắn một con. Vi Nguyễn Y Ngắn một con. Lê Thảo một con. Lê Thảo lên thông tin cho em đi chị ơi. Lê Thảo này. Sương Lê này. Sương Lê này. Lan Can không chia sẻ này. Lê Diễm Lệ có rồi này. Lê Thủy cũng lên thông tin này. Chị có lên tôi không chia sẻ này. Kim Hậu không chia sẻ này. Sương Lê, Lê Thủy à. Thê Phan không chia sẻ này. Lê Thủy à. Lê Thủy có. À Lê Thủy. Quỳnh Như Trần. Quỳnh Như Trần 65k. Cô Thu không chia sẻ, Lê Thị có rồi. Lê Thảo lên cả địa chỉ nhé. Ok, không còn một. Kim Huệ có chia sẻ? Chưa. Kim Huệ luôn. Rồi ok hết. Hết nhé, có hai con màu trắng. Còn con áo con đang mang nữa thôi. Có hai con màu trắng vậy em nhé. Đúng hai con màu trắng, con sẽ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Vì cái này bán tặng. Còn chị em mình không, chị em mình, chị không chia sẻ được. Chị mua theo giá 89.000 bình thường mình bán. Ok thì mình chốt nha. Lên mã chữ trắng 65k. Nếu như vậy mình không có chia sẻ được chị bán thôi kệ hết, chốt cái chị theo giá bình thường 89.000 ok con chốt liền nha. Vì bán lúc đó là bán có lãi, còn cái này là bán lỗ mà. Đây mã chữ trắng còn được hai con nguyên đây luôn, chị em mình tặng 65, tặng 65 chữ trắng. Chị nào lấy tặng chữ trắng lên chữ trắng luôn dùng nguyên nhé. Chữ trắng như Trần Thị Tuyết Dung. Trần Thị Tuyết Dung
65k chữ trắng, chị nào lấy chữ trắng chốt lên nhanh tay luôn dùng đi. Tặng chữ trắng 65k, tặng chữ trắng 65k nha. Rồi tiếp luôn dùng đi. Dùng Thanh Nguyễn. Cái này còn 2 bộ. 2 bộ. Con đá Thanh Nguyễn không lên màu để coi Lê Thì sáng. Sao mình chia sẻ rồi sao sớm giờ không chốt được đi. Cho chị lên sau ấy. Hẳn còn lẽ chứ có cái chị lên sau đó. Được mã đó. Lên mã này màu gì ta? Màu kem nhá. 1, 2, 3, 4. 4 kem. Con này có 4 kem. 4 kem đi luôn, trễ mình 45 nghìn. Thấy rồi Nhung Hà Hà ơi. Comment cái gì comment lên đi. Thấy rồi. Xem thôi ạ. À. Nhung Hà Hà bảo xem thôi. Tụi em nói vậy. Rồi nha, cái này đi luôn kìa mình luôn. Chữ trắng em thấy rồi. Cái này màu kem chứ không phải là màu trắng đâu nhá, màu sữa ấy, giống chị như màu sữa. Có thông tin chứ. Lên thông tin cho chị em mình á. Chữ trắng hết rồi nha. Cái này không phải là màu trắng mà là màu sữa sữa ấy. Nha. Áo mà và... chưa cho ai hết. Chưa cho ai hết. Còn cái áo mà nữa nha. Còn một con áo mà. Lên luôn những mã sữa 45, giữ dòng giữ nhiệt cho chị em mình ơi. Còn 3 con. Tặng 45k. Màu sữa đó. 45k nha. Rồi con này hai bộ công ty này sót lại. Hàng này đang đi 130 đúng không? 130 đúng không? Lên luôn những mã bộ công ty. Trời này mà phát cái bộ này thôi rồi chị em mình. Thôi rồi ấm luôn ấy. Còn sót hai bộ cuối cùng size 57 đổ về là chị em mình chứ ok. Comment mã này là mã tặng công ty. 57 đổ về nhá. Đang đi chị em mình bộ này 130.000 nhưng mà hết hàng rồi. Sót được đúng hai bộ. Hai bộ hàng công ty nha chị em mình ơi. Bộ này gọi là dạng giống như là bộ nỉ bông ấy, hàng xịn luôn. Áo Nguyên đang mang đã lên rồi chứ, đang đi giá 65 thì mình hết rồi. Lên luôn dưỡng này, comment mã này là mã bộ công ty. Size này chị em mình 57 đổ về là chị em mình chốt. Lương ok. Lương từ từ nhá, lên thông tin cho em đi chứ. Lương Nguyễn này thông tin. Được chứ. 130 nhá, cái nàng đang trẻ mình 105.000 luôn, hết rồi, còn hai bộ cuối cùng. Lên mã công ty nhá. Riêng cái này thì hàng công ty thì chị em mình khỏi phải lăng tăng. Áo Hương đang mang hết rồi chị làm thấy ơi. Cái nào đây luôn chị em mình bao nhiêu tiền? 105.000. Lên mã công ty xây lần 57 đổ về là chị em mình cho ok. Giá này chuẩn giá tặng nhá. Đây chị em mình nhìn. Từ tôi tiếp này. Gọn luôn 57 đổ về thôi. Áo Hương đang mang hết rồi chị ơi. Còn một cái ok chị Minh Hiếu. Minh Hiếu này. Hết rồi còn sót được đúng hai bộ. Mang cái bộ này trời thì thôi. Sướng tôi rồi luôn. Nha, còn được bộ. Kem cho chị Lê Thủy. Kem cho Lê Thủy luôn. Nha, còn một bộ 105. Chị nào lấy bộ 105 lên bộ 105. Bộ 105 còn sót đúng bộ. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. Bộ á chị ơi, đằng sau là bộ chứ không phải áo đâu nha. Đằng sau của em là bộ. Huỳnh Thị Ngọc Dung. Không phải báo, không phải áo đâu. Nha, để ý luôn dùm em. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Huỳnh Thị Ngọc Dung. Cái này màu xanh đang còn cái nè. Chú cho chị nào chia sẻ thôi. Màu xanh đang còn cái nè. Em đi luôn trẻ mình nót luôn. 45.000. 45.000 nhá. 45.000 nót luôn. Lên mã xanh 45. Sai chị em mình gần đến 60 chút ok luôn. Lên mã giữ nhiệt xanh. Giữ nhiệt xanh 45.000. Giữ nhiệt xanh 45. Giữ nhiệt xám 45 luôn. Giữ nhiệt xanh, giữ nhiệt xám 45.000. Chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay luôn dùng đi nhá. Xanh và xám 45k. Sao chị em mình gần đến 60 chị em mình tốt đẹp. Nha, lên mã giữ nhiệt xanh xám 45, xanh xám 45. Bộ thấy rồi nha. Bộ xanh đằng sau của em là 145.000. 145.000. Rồi nhá, còn một kem nữa thôi. Giữ nhiệt xanh cho viên ao sung. Xám viên ao sung còn xanh nhá. Xanh nha. Rồi nhá, lên luôn cho mã kem. Kem 45 luôn. Còn một cái nha. Rồi nhá, xám hết rồi. Xám hết rồi. Xám hết rồi nhá. Một kem, chị nào lấy kem còn lên kem nha. Kem nha chị em mình ơi, một kem chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Em đây 45.000 mà. 45.000 muốn chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha. Lên mã này là mã kem 45.000, còn mấy cái một kem nhá. Ai lấy kem chốt kem luôn dùng nguyên 45. Còn em mã kem 45. Cái mặn chặn rồi, do mặn rồi. Rồi nhá, đây. Cái này 45 cho Nguyễn Miên. Các loại chữ luôn. iPhone đang mang các loại chữ luôn và hàng này hàng xây đại. Giá này em chỉ bán cho like. Vì là còn ít nên là em xả luôn cho nó gọn kho thôi. Này,
Nó đẹp miên man luôn. Size chị em là 60-62. iPhone Nguyên đang mang nhé. iPhone Nguyên đang mang nha. Nhưng mà hàng này hàng size đại. Hàng size đại. Hàng này với hàng viền là nó cùng giá, nó đắt hơn. Cái này Nguyên đi luôn chị em mình luôn. Nót nhé. Size chị em là 62 đổ về là chị em mình chỗ ok nha. Cảm ơn mã tặng chữ đen. Okay. Tặng chữ đen. Cái này đi nót luôn chị em mình luôn. Thấy hình em thấy rồi, em thấy hình Ngọc Dung rồi. Em đi trẻ mình con này luôn 69.000. Dạ phía sau. Hình thị Ngọc Dung được bộ công ty đó. Đen cho đen cho TT. Em đi trẻ mình nó 69.000 luôn. Đây gì TT thấy không? Sỉ đâu có được giá này, thậm chí đi giá sỉ đi mua mấy chục con. Sỉ nhà Nguyên mua là 5-60 con, thậm chí là đi tách ra trong con Nguyên cũng không có bán giá hàng 6 này. Em còn ít em bán tặng thôi. Nha lên luôn chưa mã này. 69.000, trẻ okay, mình đi nhặt giá này quá rồi. Sướng luôn. Nhá, 69.000, chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay. Đang lạnh nữa. Mic con này mic với quần led như Nguyên đang mang là quá ok. Con này đi chơi quá ok, xong mic đôi giày thể thao nãy anh này đủ rồi. Nha, tặng nó luôn chị em mình lên. Mã này là mã tặng đen 69. Tặng đen 69 chia sẻ nhé, chia sẻ nhé. Những cái này em bán tặng thôi. Nên là chị nào không chia sẻ Nguyên bỏ qua, các chữ luôn. Các kiểu chữ luôn, ai chia sẻ Nguyên chốt, ai không chia sẻ Nguyên bỏ qua cái mã này nhé. Tặng chữ đen 69k luôn. Nha, ai chia sẻ Nguyên chốt, ai có logo người chia sẻ chốt, không có logo người chia sẻ Nguyên bỏ cái mã này. Vì đã là giá bán sale cho lên cái bao. Ủa còn một bao, hồi chưa còn một bao nữa. Đây đây, phải không ta? Mấy bao luôn mà. Đây đây, bao bên góc này. Cho lên bao góc này. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Không, 62 đổ về thôi chị, không có cái miếng số 4 ký. Giá giá bán tặng đấy, bao nó cho lên. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua cái mã này. Nha, vì đã là giá tặng rồi, cho chị lên cái một con. Còn bộ phong xây đại hết nha, tặng 69k. Ai logo người chia sẻ chốt cho bị lúc tiền con, tôi lúc tiền con nha. Rồi ok, tiếp cái bao này, bao hàng bé lẻ rồi, bao hàng bé lẻ này bán tặng luôn, bao hàng bé lẻ này bán tặng luôn. Cái nạn còn lẻ tẻ thôi, xây 10 kg này, đi nhanh nhé, xây 10 nha chị em mình, 75k luôn. Những cái bộ này đẹp lắm, xây 10 kg nhé, 75k. Thêm hai đen, thêm hai đen, bóc cho chị hai chị chịu khác nhau. Hai đen chị ti ti, ok ti ti rồi nha, lên luôn những này. Ok Vi Tường Vi, Vi Tường Vi lên thông tin. Vi Tường Vi ơi, đen của nữ chị ơi, đen của nữ nhá. Vi Tường Vi lên thông tin trên live luôn dùng đi, cố gắng lên thông tin trên live nha, không có thông tin trên live là bó tay luôn ấy. Lên mã này size, lên mã LV 75k. Bộ này chắc có tông tàu chéo nha, size 10-12 đẹp lắm. Những cái bộ này đẹp lắm, size 10-12 lên mã vàng 10-12. Em đây luôn chị em mình là giá 75k luôn, gọn kho luôn. Size 10-12 nhé, hồng 10-12 luôn. Cái này đi đi sát giá sỉ luôn rồi. Thì em còn ít lẻ tẻ này là gọn luôn cho chị em mình luôn. 10-12 nhé. Còn vàng còn hồng, chị nào lấy cái này. Bộ này chắc có tông tàu chéo nha chị em mình ơi. Vàng hồng size 10-12 nha, hồng size 8. Hồng size 8. Đây còn mấy cái thì là lên luôn cho nó gọn thôi. Còn LV này là size con này riêng, bé trai bé gái gì mà cũng được hết. Size 13 kg, trai gái gì mang cũng được hết. Hôm nay luôn trẻ mình mã này 70 nhé, trai gái gì cũng mang ok con này luôn này. Nha, chốt lên luôn dùng cái này. Hôm nay luôn trẻ mình mã này với giá là 75k. 75k tiếp cái bộ này, 75k nhé. Trời ơi, mua có con này, còn một cái nha, mua có con này sale bao nhiêu tiền? 49.000. 13 cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn. Nguyệt Ánh Nguyễn 75k. Xe này xe 70. Thôi không cần mở ra nữa chị em à. Nói chung là gió hai lớp, mặt nào mang cũng được hết. Màu cam mang cũng được, màu này cũng mang được nha, mặt nào dùng cũng được hết. Lên mã này 49k. 13 em hết nhé. Còn màu đen 49.000 gió. Chị nào gió hai mặt lên 49k. Gió hai mặt như vậy mà nè, xe mặt nào cũng được hết ý. Con này size 23 kg, đang đi trẻ mình 139.000 này. Nguyên đây luôn trẻ mình, mã này là mã 125k luôn. 125 nhá. Lên mã mũ xanh 125 dùng nguyên nha trẻ mình ơi. Size 26. 23 chứ nhầm, 23, size 23. Size 23 nhá, quần hơi dài ấy. LV 13 em hết rồi chị Nguyễn Hương ơi. Cái này cũng đi luôn trẻ mình là 125k. Em đang đi 120k luôn đi. Đang sale là 100 mấy. Giá ai mặc cho chị Viên Ao Xuân 49k. Em đang đi là 139.000. Size 23 kg đến 25 kg là mang được. Cái quần nó hơi dài nhưng mà có cái là nó bò ở dưới rồi nha. Ngọc Bích Trinh không chia sẻ. Chốt cái chị nào chia sẻ thôi.
Phì á, bình thường em đang chị em 139.000. Thế nhỏ không chia sẻ được. Ok, chốt cho chị 139.000 rồi nha. Nhá. Ok, giá một một 139 thì em sẽ chốt nếu như không chia sẻ. Lên mã này mã LV cho bé size này là size 12. LV size 12 em đi luôn trẻ mình con này luôn, giá là 75k. 75k. Con này chắc có tông tàu chéo nhé. Đẹp lắm. Cho chị làm thấy trên đạc. Thấy trên đạc. Thấy trên đạc. Đây cả bộ mèo. Cả bộ mèo. Người ta chốt mất tiêu rồi. Con này không phải bộ, cái này áo không thôi. Áo không nhá, size 25. Con này áo không size 25. Nguyên đây luôn trẻ mình mã này 75k. Áo không size 25, 75k. Nha, chị nào lấy mã áo, con này hot đi. Hàng này cũng có khách chốt rồi chứ không phải không. Nha. Size 25 75. Size 25 75. Chị nào lấy size 25 lên size 25 75k. Ta trừ cho chị Ngọc Bích Trinh con này. 139k. Ngọc Bích Trinh 139. Tất giá nào cũng được. Đây con size 25 nữa này. Con này size 25 nữa này. Còn một bộ này size 25 nữa này. Nha, chị nào lấy mã mũ xanh size 25kg. Em đi luôn cho dễ mình luôn 125.000. Nha, còn giá bình thường là 139.000. Nha, chị nào ok chốt. Rồi lên mã tặng gấu này. Tặng gấu này, lên mã gấu bé. Gấu bé size 23. Gấu bé size 23. Nha. Mèo đó. Ừ, mèo cho chị Văn Phương. Mèo Văn Phương không? Cái áo hồng, cái áo hồng ấy. Mèo Văn Phương. Mèo Văn Phương. Này, size 23 đến 25 kg. Nhá, cái này đi luôn trẻ mình là à, đang đi bao nhiêu tiền? 135.000 đúng không? Lên mã 120. Trai em hết sạch dần xanh rồi. Comment mã này là mã 120 ai nhanh có này. Lên mã gấu 120 chị chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Size 2 gấu bé vậy thí liễu 120. 120 em còn lẻ tẻ tóc tóc thôi cho em hết cái này rồi. LV size 14 75k. LV size 14 75. Nha, chị nào lấy mã LV size 14 75k, chị nào lấy LV lên LV giúp em. LV ok thí liễu rồi. Có rồi nha. LV con này chắc có tông tàu chéo size 14 kg nhá. À, 125 hết rồi. Mũ xanh em cũng hết. Mũ xanh cho chị Su Su kìa. Mũ xanh chị Su Su. Su Su nè, Su Su nào lên thông tin trên live cho em đi chị ơi. Lấy thông tin trên live cho em nhé. Cái này em đi luôn trẻ mình luôn. Cái này cho chị Ngọc Bích Trinh luôn này. Ngọc Bích Trinh. Ngọc Bích Trinh. Ok chị Ngọc Bích Trinh. Rồi nhé, còn một cái mũ này nữa. Trừ cái này đi. Trừ cái bộ mũ này lại đi. Cho biết chị em nhận luôn đi. Rồi nha, lên luôn dùng mã này là mã xúc hàng. Xúc hàng xây bự này chị em mình này. Xúc hàng xây bự. Size này dành cho bé nhà mình gần đến 25kg. 25kg nhé. Cái này sẽ là mang ôm ôm ấy. Em xả hết rồi chị ạ. Em xả hết rồi. Không mua như thế em mệt lắm. Gọi thì gọi trái máy không nghe. Đọc thấy đọc tin nhắn mà trả rép. Rồi nha. Em đi luôn cho chị em mình cái này luôn. Chốt lên luôn dùng mã bé. Tặng nót luôn. Sao hồi nãy đọc máy. Size 25kg đúng không? Size 25kg là thường đi 75. 80, 80. Đừng đi 75. Xúc hàng cho chị Ti Ti đi. Cho chị Ti Ti. Rồi ok. Hết bầm. Hết bầm. Xúc hàng. Cứ đi bỏ xúc hàng cho chị Ti Ti đi. Cái này em còn mấy bộ thôi. Size 25kg. Cái này size 25. Phải không? Bộ này đang 139k size 25 này. Từ từ chị ơi, từ từ em coi còn cái đã chứ, hàng này nó còn lẻ tẻ mà. Có đồng ăn còn cái nó cho vi thường vi. Chị chưa có con nè. Ok, bỏ chị luôn. Phải không, cái bộ này đang đi 139k nè. Em đi chị em 125 luôn, size 25. Size 25 lên mũ xám size 25. Từ 23 đến 25kg mang con này quá ok luôn. Nha, em đi luôn 125k. Hàng này nếu chị em mình đi ra ngò mua lẻ phải rơi vào tầm 150.000 một bộ. Đến 180.000 một bộ. Nha. Cái này là size 23 đến 25. Cái này đang không có 23 vậy thí liệu ơi. 25kg. Lên mã xám 25kg. Nha, chốt xám 25kg. 25kg thôi. Toàn bộ cái này là 23 đến 25kg. À 26 đến 28kg bộ này. 26 đến 28kg bộ. 22 bộ. À,
áo à, bộ à, xám chị Phú Minh ơi, không có sai, em chịu luôn. 22 này, 25 thứ trên đặng, 25 thứ trên đặng này, 28 ký này, 125 k luôn, gọn luôn ấy. Bộ đằng sau này á, không, cái này là áo không à, cái này áo thôi, không phải bộ. Em đi luôn chị, em mà nó là 125.000 một con bộ, một bộ như thế này, không có 35 chị ơi. Em đang còn, hiện tại em đang còn 28 ký nè, 26, 28 nè, rồi 23 đến 25 nè, 20 đến 22, từng nớ size thôi. Em đi gọn luôn cho chị em mình giá này luôn, với giá là 125.000. Không lên size chị này, chứ không lên size. Lên size su su nha. Hàng có size, có số ký, mày cứ lên sáng 125 rồi mình biết chốt cái size gì đây. Phải lên số ký chứ, chị em mình chốt hàng kỳ. Nước ở đâu? Ok, cho 24 cho chị Phú Minh, 24 cho chị Phú Minh, 24 Phú Minh nhá. 26 cho chị Thanh Nguyên, 26 chị Thanh Nguyên, 26, 28 Thanh Nguyên, Thanh Nguyên. Rồi ok, Nguyên còn 22, còn hai con size 2 kg là hết. Chị nào lấy 22 lên 22 luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy 22 chút lên 22. Cái mã này lại còn mấy con, em đi nó luôn chị, em lên mã xanh thang. Đây nè ba, bóc cái mã chữ này, bóc cái mã chữ này, chữ to này nè, mã chữ to nè. Cái này còn 22 thôi, còn 22 thôi, 28 em thấy. Đây này, cái chữ màu đen này ba, đó, iPhone đang mang đây nè. Hello chị Hằng Pha nhá, lâu ngày thế. Con này lên luôn dùng mã xanh thang, con này size 55 đổ về thôi. Xem mã xanh thang nhé, 55 đổ về. Con này dày cộm luôn chị em mình, con này chắc đã lắm, dày cộm luôn. Em đi luôn chị em mình, con này 45.000 nhá, chút lên mã 45k. Rất lắm em còn. Đù anh trời cái hình nó thiệt à. Bộ nam về chưa chị? Bộ nam gì chị ơi? Bộ nam gì cho Hoàng Tiết ơi? Lên mã này, mã xanh thang 45.000 nha. Chị nào lấy xanh thang sai này 55 đổ về chị em cho ok. Con giữ nhiệt bây giờ mua 45.000, nó rẻ quá thật sự luôn. Ok nhá, lên mã xanh thang 45k, Quỳnh Như Tràng nha. Ở đâu rồi, ở đâu rồi, bóc rồi. Ok này, lên mã xanh thang Kim Huệ nhá, Kim Huệ nhá, Như Hà nhá, Lành Thúy nhá. Văn Nguyễn không chia sẻ gì ơi. Như Hà, Lành Thúy này, Hà Hương, Hoàng Nguyễn này. Làm gì có màu em chốt là như hả? Không còn màu này chứ đâu có làm gì còn màu gì nữa nào mà em chốt. Còn có màu này, em giờ em bóc trúng cái gì em xả hết. Nói chung là xả hết, bóng bóc trúng cái gì em xem cái đó nhá. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã xanh thang còn hai con. Nhá, hai con xanh thang nữa là hết. Ai lấy xanh thang lên xanh thang. Giá lên luôn chị em mình là 45k. Rồi tiếp con này, con này phô máu đang mang phô đại hàng viền phối này. Hàng viền phối nhé, phô nguyên đang mang luôn, chắc của nó chắc có tông tàu chéo. Xanh thang vậy Thanh Thiếu Dương còn con nhé, Thanh Thiếu Dương nhưng còn đang một con, một con thôi. Chị nào lấy lên luôn được mã xanh thang 45k nhé. Đây con này bao đẹp, chị Văn Nguyễn không chia sẻ áo lót lông em còn không, không không không, em không lay màu đâu, em không lay màu đâu, em còn lẻ tẻ thôi, em không lay màu đâu. Rồi nhá, lên mã chữ đen. Từ hôm qua cũng chưa nhận được. Mai chị gọi qua giùm em đi chị ơi, mai gọi qua giùm em nhá. Rồi nhá, lên chốt mã này. Ui con này, sợ nóng, em lên hàng đông nên chị biết xem. Trời, em lên hàng đông, hàng hè gì không có. Ốc phong cả đài, quần đùi cả đài, bộ cả đài, mà chả thái vô nơi. Rồi nhá, lên chốt mã này là mã chữ. Phong này chị em mình 62, chị em mình mau ok. Em đi luôn chị em mình tặng 69k, ai nhanh có nhá. Chị em mình toàn mua cái này 89k hết. Thế ngày hôm nay là em lên luôn chị em mình là lên giá bán lỗ, giá bán lỗ nhá, tặng 69k chữ đen, size dành cho chị em mình 62 đổ về nha. Nhận hàng không đẹp lại quay đầu cho em nhé chị em mình ơi. Không bao giờ Nguyên đi nhập ra cái hàng 6 hết, thật sự luôn, không bao giờ nhập ra hàng 6 hết cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn hai con nha. Chưa bao giờ đi ra hàng 6 hết, đi chị em mình 69.000 còn được 4 con nhá. Lên mã chữ đen, chị Văn Nguyễn không chia sẻ, không chốt những cái mã này chị ơi. Thì cái này em bán tặng rồi, em đang bán lỗ đó. Cái nào em bán lỗ thì em là em phải chốt cho chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé, được chưa? Hàng nào là hàng bán lỗ cho chị đổ thu hàng cái, đổ thu hàng cái. Ai lấy mã chữ đen, chú lên mã chữ đen luôn, dùng cái này còn 3 set, còn 3 set cho bé, lên mã set sơ sinh nhé, còn 3 set cuối cùng. Cái này cưng lắm chị em ơi, cái này cưng lắm luôn ấy. Set ghi lê sơ sinh nhé, ghi lê sơ sinh. Ôi
Sao view tục thế? Có ok không chị em mình ơi? Mà đứng biết thì cái bà. Giờ đứng này. Sao mà view ít thế này? Xem có ok không chị em mình ơi? Trên mã tặng set sơ sinh đang còn 3 set cuối cùng. Hàng này nếu chị em mình đi ra mua 70-80 nghìn một con, 70 nghìn một con. Chắc bao xịn luôn. Dạng ghi lê nhá, dạng ghi lê ở trong mua cho nó một con áo, áo có cổ nữa là mang con này là ok rồi. Nha, khoác thêm con ghi lê này. Một set này 3 cái. Một set này 3 cái nhá, 3 cỡ khác nhau nha chị em mình ơi. Nha, đi luôn chị em mình cái này luôn. 32 kg là cái chi chị ơi? Em không có đâu. Em không có nhá. Cái này lên mã tặng set sơ sinh. Sale nó luôn chị em mình cái này luôn. Còn 3 set. Đây nó chị em mình 65k một set luôn. Cho nó gọn. 65k luôn lỗ nhá. Giá này giá bán tặng nha chị em mình ơi. Set sơ sinh nó đến tầm khoảng 10-12 kg, to số to nhất là đến 10-12 kg nhá. Bộ treo đằng sau là 145 nghìn. Chị nào lấy cái này đang còn 3 set thôi, 3 set thôi. Cái size to nhỏ nhất là tầm 7-8 kg, size to nhất là tầm đến 12 kg. Nguyên một lố này là 3 cái và là 3 size luôn, em không tách size đâu nhá, em bán tặng luôn. Tôi nói xong bao nhiêu tiền? 65. Tặng 65 luôn nhá. Tặng 65 luôn, còn 3 set cho chị Hy Nguyễn set. Giá này chuẩn giá bán tặng rồi nên là chị nào hiện có logo người chia sẻ em chốt. Chị nào không logo người chia sẻ em bỏ qua nhé. Hiện có logo người chia sẻ em chốt, chị nào không có logo người chia sẻ em bỏ qua nha. Rồi tiếp luôn, dùng cái này đang còn sót được mấy cái này. Tặng gọn luôn nhé. Tặng gọn luôn nhé, size 15, size 15 cho chị Ti Ti, cho chị Ti Ti. Size 15, hàng này là váy dạ cho bé này. Size 15 16. Hàng 209. Hàng 209 nhá. Size 15 16. Em đây luôn chị em mình, mã này là mã 110. Size 15 16. Chị Diệu Trăm Trang có rồi. Size 15 16 nha, một cái. Váy bé nhá, 15 16 này, 18 một cái này. Hàng này hàng 209.000 một con nha chị em mình. Em tặng luôn cho em mình luôn giá 101 nhá. Lên mã váy bé còn 3 con. Còn 3 con thôi. Size 14 kg. Comment mã 110 nha chị em mình, nó có 3 con cuối cùng. Đi nốt luôn chị em mình là giá 110 nghìn. Hàng 200 mấy nghìn nha chị em mình. Váy dạ cho bé nha chị em mình đó. Còn được 3 con. Chị nào lấy váy dạ lên váy dạ. Còn cả một set này nữa nè. Size 14 còn set nữa nè. Size 14 này còn set nữa nè. Cái này cưng lắm. Size 14. Váy bé cho 18 cho. Có rồi chị Diệu Trăm Trần. Váy 18 cho chị Vi Ngao Xuân. 18 cho Vi Ngao Xuân. Có rồi gì trăm trần nha. 18 cho viên ngao xuân nha. 110 à? Ok, 110 luôn. Còn cái này size 14. Size 14 còn sót cái này nguyên một set. Vừa một áo và vừa một váy như thế này nha. Em đi luôn chị em mình luôn. 14 cái đổ về là chỗ ok. Lên mã set 110 luôn. Set 110 nhá. Chị nào lấy set 110 lên set 110 luôn dùng nguyên nha chị em mình thôi. Cái và bắt mấy cái còn mấy cái áo nó phai sau về sao gì? Sao gì? Có sao gì? Bỏ luôn. Bỏ lên luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã set luôn dùng nguyên size 14. Mấy cái này tặng nó luôn. Em còn từng này con. Hàng này có rẻ thì người ta cũng sẽ sale cho em mình giá 150 nghìn. Size 55-57 nhé. Lên mã này mã tặng gió. Đây luôn chị em mình, mã này 95k luôn. 95k nhé, tặng gió. Tặng gió 95k. Size 57 đổ về là chị em mình chỗ ok. Tặng gió 95 nha chị em mình ơi. Chị nào lấy gió lên gió luôn dùng nguyên 95k một em. Cái này bao rẻ luôn rồi chị em mình. Không thể nào rẻ hơn được. Size 57 đổ về chị em mình chốt đẹp nhá. Lên mã tặng gió 95. Size 57 là chốt ok nha chị em mình. Cái này kéo quá nó bung cả cái này rồi. Kéo quá nó bung cả cái này rồi. Áo gió nót nha. Đấy, toàn bộ là theo con màu này. Size nhỏ, size 57 cái đổ về chị em mình chốt ok. Và còn đây luôn chị em mình, mã này mã tặng 95. Làm sao đi ra ngoài mua được con này với giá 95 nghìn hả chị em mình ơi? Gió cho Hy Nguyễn. Tặng 95 nghìn, xin nổi không? Nha, cho chị Hy Nguyễn vẫn còn 3 con đấy. Chị nào lấy mã tặng gió 95 chút nhanh tay luôn dùng nguyên. Tặng gió 95, tặng gió 95. Thí phạm. Em còn cái gì là em sale nó cái đó. Nên chị em mình tranh thủ nhé. Được chưa, cho ai nữa bà? Hả? Tặng gió luôn dùng nguyên nhé. Đấy. Đấy, 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 đấy. 95k gọn kho, ai chưa có cũng hiểu lên.
ngồi như còn một mớ, hết cả nhà. Mớ hàng xả đây chưa bên ra được. Trong góc cầu thang hai bên góc cầu thang còn mớ hàng xả chưa bên ra được. Đây còn hai bộ nam này, anh đi luôn chị em mình là 59 ca luôn. Còn hai bộ nam này em đi nói luôn chị em mình 59 ca luôn. Còn trong đó đi ba chốt đi, còn nó mấy con mình chốt cho ai chia sẻ. Còn trong đó mấy con ba ghi đi lại, nhưng mà chốt cho ai chia sẻ thôi, còn ai không chia sẻ bỏ qua. Giá nó phai chưa bao giờ, em nói thật sự luôn, làm sao mua được giá đó. Nhưng mà không chia sẻ bỏ, Thu Tâm Lê không chia sẻ nhé. Cho chị Ngọc Mai lên thông tin, Yến Nhi không chia sẻ, thì Kim Huệ đi, giá nó phai nhé. Em còn được mấy con đây, nó luôn dạ mình là giá 95k. Yến Nhi không chia sẻ gì ơi, chia sẻ nhé. Thế là bán tặng rồi, thế là giá bán tặng rồi. Bộ nam cây này 57 đổ về là chốt ok. Bộ nam này cây 57 nhé. Ở đây luôn chị em mình mã tặng 59 còn được 2 bộ. 57 ký đổ về tặng 59. Tặng gió chị Vi Nguyễn. Tặng gió chị Ký ức. Đây chia sẻ thôi. Còn ai không chia sẻ không thể chốt những cái mã này nhé chị em mình ơi. Giá này chọn giá bán tặng rồi. Áo phối vàng phía sau là 155.000 chị ơi. Có năng xịn nhé, 155.000. 155.000. Rồi nhá, lên mã tặng bộ nam đang còn sót được 2 bộ. Hàng này toàn bộ là chưa chốt đơn á chị, chưa chốt đơn hết mà. Thí phạm có rồi, có gió rồi có nha. Có rồi chị ơi. À, cái này em đi luôn chị, mình mã này là mã tặng 59k luôn. Hàng này toàn bộ là hàng ép phân nổi này chị em này. Đẹp lắm luôn, sót được 2 bộ thôi. Nha, em sale chị em mình 59k. Size này dành cho những anh nam nào 57 độ về thì chị em mình chốt ok. Trời ơi, cái bộ nam này đi 59k. Thu Tâm Lê. Cho chị Thu Tâm Lê một bộ hồi nãy còn quên một cái áo gió nữa. 59k em còn 2 cái. Nha, chị nào chưa có lên luôn dùng cái này em còn sót một bộ. Áo gió nè. Ờ, thêm một cái áo gió rồi nè. Cái này em còn sót nè, hàng chuẩn đẹp luôn ấy, hàng xịn ấy. Còn sót là một cọc. Spero. Đâu có chia sẻ đâu. À, Spero, không chia sẻ. Chắc này chị em mình này. Bộ này chắc đã luôn. Thằng Nam cho chị Lê Diễm Lệ. Hôm nay chị em mình 57 đổ về. Này, mai từ mai chằng mai đè luôn, không phải hàng xổm hàng gia công nhé. Lưu ý luôn giờ Nguyên. Mình đứng miết không xem được. Để phát thêm cái này nhé. Bà xã nhìn bên máy này nó cũng bị đứng bà xã. Đứng nào? Hả? Hả? Thì đứng nhưng mà phải bấm chạy chứ. Cái file của mẹ mà. Nghe qua cô bình thường á gì nè. Đứng là cái này do cái file bị hạn chế. Lấy cái rơ bà. Lấy cái rơ bà. Bà lượng này. Con này bán tặng luôn nhé. Nguyên còn được từng này bộ thôi. Tầm được 10 bộ. Hàng này hàng xịn xò. Xe 57 đổ về là chỗ ok. 57 đổ về đây này. Chẳng được gì. Sai này chị em 57 bộ này đẹp lắm luôn ấy, vải từ đẹp tới vải tới phom tới dán tới chắc luôn. Ông quên là tới đường kim mũi chỉ luôn. Sai 57 chị nào gọn lên 60 vẫn ok, okay cái bộ này. Cái bản tặng luôn cho em bộ này giá 79k luôn. Hàng này là hàng 105 của Nguyên này. Bộ vàng cho Lý Thanh kìa. Bộ vàng cho Văn Phương trước. 79.000. Bộ này là em đang đi là giá 105.000, đóng hết. Từ nay về áo thun thái nữa. Có nhưng mà thun thái chưa có phông to. Tặng bộ này luôn giá 79.000 nhá, đẹp lắm, bộ này chắc xứng chị mình ơi. Từ đường kim mũi chỉ mai chằng bà đẻ hết. Nhà nãy cho ai ba? Văn Phương.
Phan Phương. Tai vàng đây, nó còn hai bộ vàng. Còn hai bộ vàng. Thúy Thanh của Phượng Hồ. Thúy Thanh Phượng Hồ. Còn Văn Nghệ này. Còn hai bộ màu. Màu vàng này nó na ná này. Màu vàng này nó na ná như nhau. Hàng này nhận về chất không đẹp, đường kim mũi chỉ 6. Quay đào nha, giá không rẻ, quay đào lại dùng nguyên nha chị em mình ơi. Hàng này Nguyên đang đi là 100. Không, em không có bộ. Cái của em đang mang là áo rồi chị ơi. Nha. Đẹp xịn sò. Rẻ nữa. Nha, lên mã vàng thì tặng chị em mình 79.000 luôn. 57-58 chị nào gọn lên đến 60 là vô tư nhá. Vàng chị Lê Diễm Lệ luôn, 79.000 nha chị ơi. Tặng 79.000 cho nó gọn đấy. Giá này tổng giá dọn kho này. Cho chị Thảo Ti lên thông tin cho em nhé. Thảo Ti lên thông tin. Ok, em đang còn một hai bộ màu màu xanh cổ vịt. Lên mã cổ vịt dùng nguyên nhé. Bộ vàng em hết rồi. Lên mã cổ vịt 79k luôn. Đẹp lắm chị em ơi. Hàng này là mình đã mua được giá sale. Hàng này đã cắt tát nha. Nó không có được giá này đâu chị em ơi. Đẹp lắm. Màu cổ vịt nhé. Chị nào lấy cổ vịt lên cổ vịt dùng nguyên. Còn được hai con màu xanh cổ vịt. Hai con màu xanh cổ vịt nữa thôi. Vàng em hết rồi. Lên cổ vịt luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cổ vịt lên cổ vịt luôn dùng nguyên cho TT hai bộ xanh. Có rồi nha. Hai bộ xanh này. TT ba bộ xanh. Còn một bộ xanh cổ vịt nữa. Chị nào lấy xanh cổ vịt lên xanh cổ vịt. Màu xanh cố một bộ, màu xanh dương một bộ. Nhá hết. Này là hàng sót con. Xanh cố một bộ và xanh dương một bộ nữa thôi. Chị nào lấy màu nào lên màu đó luôn dùng nguyên. Còn một xanh cố một xanh dương. Ai lấy màu nào lên màu đó nhá. Những hương giờ mới thấy. Chắc bị mạng bị gì rồi. Trời ơi. Ok Thảo Tì. Đây chị em mình nhìn. Nó đẹp lắm. Chắc phôn. Giơ lên chị em mình thấy cái phôn của nó này. Mà hàng từ đường ngoài. Cốm còn à? Cốm còn. Cốm cốm dương luôn. Kim Anh Nguyễn không thấy thì comment luôn. Không thấy thì comment luôn. Nguyễn Hương nào, Nguyễn Hương nào. Nguyễn Hương nào lên thông tin cho em. Nguyễn Hương lên thông tin nha. Còn một cái màu xanh cổ vịt nữa nè. Chị nào lấy mã xanh vịt lên xanh vịt luôn dùng nguyên nhé. Cố mấy mét rồi. Nguyễn Hương lên thông tin chơi. Size này 57-58 chị nào gọn lên 60. Vẫn mang được con này. Nha em hết màu. Hết rồi Phương Hồ ơi. Mạng bị trí à. Rồi nha, lên luôn dùng mã nè. Comment mã này là mã vịt. Chị nào lấy vịt lên vịt luôn dùng nguyên nhé. Lên vịt luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đây còn một con áo. Nguyễn Hương lên thông tin. Áo dạ bé. Ok, lên địa chỉ luôn. Lên địa chỉ trên đây còn con áo dạ bé size 32. Em đi luôn chị em mình mã này mã 110 luôn hết. Hết luôn gọn luôn. Hàng này là hàng 249.000. 249.000. Nha, lên luôn dùng mã dạ bé size 32. 101 luôn cho nó gọn nha chị em mình ơi. Lên mã dạ bé 101 luôn cho nó gọn nhá. Ai lấy dạ bé chốt lên mã dạ bé luôn dùng nguyên 101 nha. Áo dạ bé 101 chị nào nhanh tay thì có được có một con thôi à. Rồi tiếp bộ nam này đang còn sót mấy bộ nè. Bộ nam sót mấy bộ màu xám nè. Phượng Hồ có được bộ 79 rồi, đang thon miết rồi. 101 là cái này nè, tam bảo. Chị cứ cho ít về lại cho. Ok chị Nguyễn Hương. Ok chị à, không biết chốt cái gì. Về lại chị cho Trâm Bảo. Không biết chốt cái gì. Lên mã này là mã thể thao nam. Màu xám. Em đây luôn chị em 125.000 có từng này bộ màu xám thôi. Từng này bộ màu xám, bộ này thể thao nam dài. Có nhà báo trước nha. Chốt đơn để riêng cho em không vô nhà giúp em nha. Cái L 2XL, LXL 2XL. Không có sai. LXL 2XL. Và size này dành cho những anh nam nào đến 68kg, 57kg đổ về là XL. XL tầm 62. 62 gọn đến 65. Nhiều hồi trên trang cá nhân, nhiều hồi em không vét hết, em không kiểm tra được hết đó chị ơi. Thì chốt đơn, nhân viên chốt đơn cũng tập trung chốt đơn like. Nên là nhiều khi không ấy hết. Ví dụ chị không thấy rep thì chị gọi qua giùm em. Cái giờ cái em ví dụ như mấy ngày mà không thấy rep thì là gọi qua giùm em nhé. Không thấy chốt gọi qua giùm em. Cái này em bán tặng chị em 125 nhá. Kèm lên lưng dùng cái này. Comment mã này là mã bộ thể thao nam dùng nguyên nhé. U mì như vậy mình ơi. Thể thao nam u mì nha. Size đến 2XL 68 gọn 70 thôi. Em đi nói luôn chị em mình 125.000. Hàng này Nguyên Hai chạy 149.000 này chị em mình. Đi 125.000 bộ thể thao nam nhé. Bộ thể thao nam Lê Diễm Lệ size XL nha. XL cho chị Lê Diễm Lệ. Còn có cái mấy bộ chỗ này thôi là hết rồi.
Đây, XL lên mã thể thao nam 125.000. Cái bộ này nó quá rẻ luôn. Mỗi size đâu còn 2. Thôi bỏ cho chị rồi. Bỏ luôn cho chị TT luôn. Hết rồi, còn có 4 bộ, 5 bộ đây mấy. Bởi vì TT hết rồi nhé. Bởi vì TT nó hết rồi. TT đây còn 2 bộ màu xanh. Size 2X, 1X và 2X. Ok, qua báo trước nha, để chốt rồi để ra ngoài nha, Nguyễn Hương. Sao nhá? Còn màu xanh than như vậy mà nó còn xanh than. Còn màu xanh than nhá. Xanh than size 1X và size 2X là hết rồi. Còn xanh than size 1X và size 2X, ai lấy xanh than lên xanh than cũng dùng nguyên nhá. Còn xanh than 1 và 1X và 2X và nguyên hết màu xanh than nhé Nguyễn Tùng. Xanh than thôi nha. Chị nào lấy, anh chị nào lấy cái này lên mã xanh than luôn dùng nguyên nhá. 1X và 2X. Đây. Nha, 1X và 2X lên xanh than. 2X chưa hết. Không chọn màu em chả biết chốt đâu. Không có màu xanh cho TT. Chọn màu, chọn size cho em đi. Bộ nam chứ, bộ thể thao nam mà. Bộ thể thao nam còn nó được 2 bộ nó là hết. Hết xanh rồi. Còn xanh rồi. Trên 2X. 1X luôn. Ok. 1X luôn cho TT. 1X luôn cho TT. Hết nha. Hết rồi nha. Hết nha anh Linh. Rạp lên cho chị em mình luôn. Rồi lên cho em mình cọc áo. Cọc áo nam này chắc có tông tàu nhá. Cọc áo nam này chắc có tông tàu nha chị em mình. Cọc áo nam này chắc có tông tàu. Em đi luôn chị em mình luôn. Em sẽ thấy toàn xây M ta. M L. Hết rồi, hết nam rồi. Toàn xây M thôi. Toàn xây M, xây này 57 đổ về các màu luôn. Đây, lên mã này. Chữ này nguyên còn mỗi xây M thôi. Con này áo nam nha chị em mình ơi. Hết rồi chị ơi. Con này là áo nam nhá. Size dành cho những anh nam nào 57 đổ về là chốt ok. Cái này giá này giá bán tặng luôn. Chị em mình tranh thủ lên nhá. 57 đổ về cho size M. Chị nào mà có con trai lớn phát luôn cho nó luôn. Nhá. 57 đổ về con này toàn bộ chất có tông tàu này. Em đi luôn chị em mình mà anh này luôn. Không chị ơi, hết rồi. Em đi luôn chị em mình con này luôn. Giá 63.000 nó luôn. Không bao giờ đi nhập được giá. Nguyên nó thật sự 63.000 nha. Lên luôn dụng mã này là mã áo nam size M 57 đổ về là chốt ok con này. Hoặc là chị em mình có con trai lớn ấy, hoặc là chồng là mình nhỏ con nha. Đi luôn chị em mình tặng 63 size M. Comment mã M 63.000 nhé. Ai lấy mã M 63 lên M 63 luôn dụng nguyên nha chị em mình đó. Bao rẻ luôn. Nghi bảo 5 cái M TT. Cho TT nữa là hết. TT nữa là hết. Giá này giá dọn xả kho. Đang còn hai cái này là size L. Xây gần 60. Xây L xây gần 60. Cái này là tinh tinh mua con này. Vải đẹp lắm. Thật sự luôn ý. Vải này toàn bộ có tông tàu hết. Không phải hàng sổ hàng thô. Thì cũng đã báo hàng sổ hàng thô nhá. Lên luôn dựng mã hình xây L. Hình này xây L. Cái này tinh tinh. Cái trẻ mà mua về cho con trai lớn. Hình phía sau này. Phía trước của nó này. Đẹp không? Nha, lên chung mã này mã L. L L nhá. Không có 2XL đâu chị ạ. Mà cái này dòng tinh tinh ý. Cho TT. Cái này tinh tinh ấy. Cái này thứ còn con thôi. Cái này M thôi chị em mình hỏi khỏi cần chọn ấy. M 63 này, các chữ luôn. Còn ba con. Chị em mình nhìn từ túi tiếp là chị em mình biết. Giá này là giá dọn xả lỗ đó chị em mình ơi. Em còn mỗi size nhỏ về đóng xong còn XXX về đóng đều size xong còn XXX này. Thôi bỏ ra bán lỗ cho chị em mình luôn. Nha, lên chung mã này là mã đen M. M 63 cho Phùng Phượng. M 63, M 63 nhé, M 63. Mờ đây chị ơi, cho chị Lê Diễm Lệ có. Cho chị Trang Lê Kinh có. Này xây L, xây L, xây L. Xây L 3 con. Xây L này 3 con. Lên mã chữ đỏ xây L. Xây 57 đến 60. 63.000. Thật sự đồ nam mà đi bán chị em 63.000. Họ mất giá trị con áo quá luôn ấy. Rồi mà toàn bộ là chất cốt tông tàu hàng đẹp như vậy mà nói. Cốt tông tàu thì là trẻ mình cứ yên tâm nhé. Size này dành cho những anh nam nào 57 đến gọn thì đến 60 nhé. Lên mã này là mã L. Rồi 63 Thúy Thanh. Có 3 con 63 Thúy Thanh. Rồi ok chị nào lấy mã này lên luôn dùng đi. Cái bán cái này á, bay luôn cả tiền vận chuyển luôn chị em mình này. Con này muốn bán bay luôn cả tiền vận chuyển trong này luôn nha. Chị nào mấy L 63 lên L 63. L 63 dùng đi nha chị em mình. Không có size to. Rồi cho Nguyễn Hữu lên xa. Nguyễn Hữu lên xa.
lên mã NY size L luôn. NY này size L luôn. NY sao? Theo này. Không chị ạ, cái này gọi là trẻ trung. Như nhỏ 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 con và hay mang ôm body. Ôi Vi sao có 7 mấy view thế này? Mấy giờ rồi? 10 giờ kém, view ít quá. Không chị ơi, không 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 nhá. Nè toàn bộ là theo hết nè. Theo nè. Đẹp chưa? Lên mã này là mã NYCL. Em đây luôn chị em mà là 63.000. Từ túi tiếng là chị em mà đủ biết hàng. 63.000. Lên mã này là mã CL. NYCL 63.000 giá tặng luôn đấy. Nha chị nào lấy mã này lên cho mã NY 63.000 giá tặng luôn đi em mình luôn. Con này sẽ XL. Lên mã Kenzo. Nó XL với tầm khoảng 60-62 thôi chị em mà nó. Lên mã Kenzo sẽ XL. XL là 60-62 thôi, không to chị em mà nó. Toàn bộ cái này là giống là thanh niên ấy. Nhỏ nhỏ con ấy. Nha, không to nhá. Lên mã Kenzo. Comment lên mã Kenzo dùng nguyên nhá. Kenzo đi chị em 63.000 toàn bộ là sẽ XL. Kenzo. Kenzo, Kenzo nè, ý chị Thúy, Thúy Phạm. Thúy Phạm 63.000. Nhá, Kenzo, Kenzo. Kenzo XL. Kenzo này XL cho Titi. Cho Titi. Kenzo XL, không phải XL đó chị ơi. Kenzo XL. Rồi ok, chị nào lấy Kenzo lên Kenzo xây toàn bộ XL nhá. Kenzo này toàn bộ XL thôi. Ai lấy Kenzo XL chút lên luôn dùng nguyên nhá. Nguyên đây luôn chị em là giá 63.000 Kenzo. Nha. 63.000 Kenzo size XL. Có Kenzo trắng size XL nữa nè. Kenzo có đen và trắng nhé. Chị nào lấy Kenzo lên Kenzo. Nè ơi. Phải đẹp lắm. Có tông tàu hết. Nha. Đây 63.000. Giá nào mà chị mình không phát hơi bị tiếc. Lên mã Kenzo trắng và nợ y còn sao? Ok có rồi. Mộng thu trần có rồi. Mộng thu trần có rồi nhé. Em đang còn mấy bộ này cho bé này. Còn cái gì em bắt con xe mất hết. Cái bình nước hồi nãy sao để đâu. Kenzo trắng XL. Có một con Kenzo trắng chứ cho chị ấy rồi. Chị đắt lắc hàng. Đắt lắc hàng. Kêu gì ta? Rồi dùng cái máy nào đó ba. Phát thêm một like vô thử có ok không? Phát thêm like. Cho cái điện thoại ấy đi. Điện thoại mới đi ba. Chờ một xíu nha. Không, em không có đầm. Giờ hiện tại không có đầm chị ơi. Hiện tại giờ em không có đầm nhá. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này nè. Cái này em còn được mấy bộ thôi nè. Còn được vài bộ thôi nè. Em chia sẻ phát nữa đây. Ít quá. Kenzo trắng em hết rồi. Hết con Kenzo trắng rồi chị em mình nhá. Đây từ cái máy này nè. Kenzo trắng em hết rồi, để qua bên này thử chị em mình nhìn có ok không chứ răng mà. Rồi cái này cũng còn mấy bộ thôi, bán tặng hết nha. Chia sẻ lên luôn dùng đi. Còn được mấy bộ mũ này nè. Mấy bộ mũ cho bé thôi. Tặng nó luôn. Size này dành cho bé nhà mình 15kg đổ về. Giá này giá tặng nha, hàng này hàng 85 này. Size 15 đổ về giá tặng nha, hàng 85. Tặng nó cho bé luôn. 85.000. Em đi luôn chị em mình mã này giá 65.000. Ai nhanh tay thì có. Size 15. Sĩ nhà Nguyên đang không có giá này nhé.
Lên mã bộ bé 65k. Size này là size 15kg. Tặng bộ bé 65 size 15 nha chị em mình ơi. Thì thấy trên đặng. Thấy trên đặng. Giá này không tăng hơi phí nhé. Rồi size 10. Size 10. Size 10kg. 65k. Đang 65 chứ phải 85 nhé. Đang sale là 65k chứ không phải là size 10. Nha, lên mã mũ size 10. Còn lên mã mũ size 10 tặng 65 luôn. Mũ size 10, chị nào lấy mũ size 10 giúp mũ size 10 luôn dùng nguyên nhá, tặng 65. Chị em mình lấy rõ số ký luôn dùng nguyên. Mũ size 10, mũ đen size 10, mũ trắng size 10 tặng nó 65k. Mũ đen và mũ trắng size 10 tặng nó 65 nhé. Chị nào lấy mũ lên mũ luôn dùng nguyên. Mũ đen và mũ trắng size 10kg. Chị nào lấy mã mũ đen hoặc là mũ trắng lên rõ luôn dùng nguyên nhá. Đen và trắng size 10. Chị nào lấy size 10 lên size 10 nhé. Đang hết size to chưa? Nó 65k làm gì còn? Làm chỉ có giá này. Không có 19kg đâu chợ. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Chị An Nhiên không chia sẻ. Màu đen và màu trắng size 10. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Cái này mà chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Ui cái bộ này cân chưa? Bộ này cân chưa? Nguyên đi bán tặng cho chị em mình là 65k mới sợ. Size 12kg. Thế sao? Sao? Máy bên mua. Bên mua. Đây nữa hả? Hay do dùng cái máy chứ. Phải dùng cái máy và coi chứ. Coi cái máy này cũng có lấy đằng nào dùng. Máy này xuống dạng. 12kg. Thì Kim Huệ 12kg. Kim Huệ 12kg. 65k luôn. Giá này chuẩn giá bán tặng nha chị em mình ơi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cái này cũng 10 luôn. 10 luôn. Mũ đen hồi nãy 10 cho chị. Chị mũ đen 10 nãy cho chị An Nhiên. An Nhiên. Rồi nhá. Lấy này 10 luôn. Tặng 65.000, giá này là giá sợ luôn rồi nè. Giá này là giá sợ luôn rồi nè. 10kg nhá. Chị nào lấy cái này lên 10kg luôn dùng nguyên chị em mình. Nhanh tay chị em mình ơi. Siêu rẻ luôn. Cho lên cái bao này đi ba. Lên cái bao này bán tặng luôn. Cho lên cái bao này đi. 32 em đang không có đâu chị ơi. Đang không có 32 nhá. Đang 12 phía sau, sao nè. 12 em hết rồi. Còn 10 thôi. Còn 10 cho lên cái bao này đi sao. Không có, bữa nay em đâu còn về đâu. Còn cái gì em xem nó. Đây đây còn hồi nãy còn 2 bộ nữa. Cái con này từ. Cái con này bao nhiêu chị không có hàng con này. Bực mình con này chưa? Chị nào không có con này phát nhá. Phát ngay con này nhá. 135.000. 135.000 lên luôn dụng mã này. Mã này là mã len của Sammy. Lê thì lên nơi. Hàng bom này. Hàng xã này. Lái thì phát này. 135 nhé. 135. Ố, thế nguyên đây từ bữa giờ chứ đâu phải bữa nào đâu. Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Cái gì Thanh Tuyền. Rồi để em coi thử. Thanh Tuyền 135 chút rồi nhé. Cái này size 22 này. Cái này size 22 còn bộ này. Size 2 đi luôn cho dễ mình luôn này. Giống rồi, người ta chốt rồi. Size 2 mã này mã 125k này. 125 size 2 này. Toàn bộ cái này cũng đi trẻ mình là 139.000 đó. Toàn bộ 139.000 đi luôn trẻ mình 22. Size 2 23kg. Chốt nhá. Màu xanh đang treo cho chị Phương Nguyễn. Màu xanh đang treo cho chị Phương Nguyễn. Xanh đang treo là mã NI ấy, cho chị Phương Nguyễn. Cho chị Phương Nguyễn. Dễ ghét cho bà chứ. Cho chị Phương Nguyễn. Rồi còn một bộ nữa thôi. 125.000. 125.000. 125.000. 125.000. 125 nhá, chị nào lấy mã 125. Lên mã 125. À, 125.000. Nha, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên. Cái này tặng hết nè. 125 nè, 125. 125, 125. 125. Hàng này hàng xã tiếp. Không có. À, nhưng mà lên thông tin đi bà để ấy. Thông tin rồi. Bộ xám à, bộ xám em đi luôn trẻ mình 125.000. Trời ơi chị em mình ơi, con này làm gì mà con. Lắc lông màu vàng mà chị em mình nhìn. Riêng cái gì với con màu vàng này chắc nó đã lắm luôn. Xây mờ. Lông nó đã lắm luôn ấy. Này nữ mình mang cũng được luôn. 155 này đi trẻ mình mã 140. Ai nhanh có nhé. 140 nam nữ đều mang được. Nhanh tay còn có một con màu vàng lắc lông. Từ từ có đồ. Em ít lắc giờ em ít hết rồi.
lên mã long xịn nhá, 3 khóa 145.000 nhá, 140.000 được chị ơi, 140 nha chị nào lấy cái này lên mã long xịn 140. Hàng này hàng 3 khóa của nam đó, của nam phải của nữ nhưng mà nữ mang ok luôn, 140.000. Chị nào lấy mã này lên luôn dùng nguyên, tặng con này luôn đi, 139.000 á, lộn 39.000. Comment mã này là mã 39.000, con này dòng Boris nhé, 39.000 Boris 39 luôn dùng nguyên. Rồi con này ai nhanh có. Hàng này hàng xã, hàng xã hàng bô mà thấy nó rẻ chưa chị ơi. Huỳnh Thị Minh Phượng, Huỳnh Thị Minh Phượng, ok Huỳnh Thị Minh Phượng. Hàng xã cái em đâu có bán giá này đâu. Ui con này, con này mà còn xả ra thì mua con gì. Trời ơi, size này dành cho những chị em mình đến 60kg. Hồi nãy bán 140k rồi. Không có ai xả đâu, không có ai xả nữa đâu, hết rồi. Comment đơn chung mã này là mã sơ mi, em bán tặng luôn chị em mình luôn. Con này đang đi 79.000, 69.000 đó. Nguyên đây luôn chị em mình con này luôn, 59.000. Dòng này dòng hàng xịn nha, 100. Lộn mới vừa đọc xong bao nhiêu tiền, 59.000. Lên mã sơ mi 59. Comment mã sơ mi 59. Hàng này đang sale 149.000. Lên mã long bé size 15. Long bé size 15. Long bé và size này là size 15kg nha chị em mình ơi. Sơ mi cho chị Ngô Phương Trinh ơi, lên thông tin cho em đã chị ơi. Lên thông tin đã. Lên mã long bé 129.000 luôn, size 15 nha chị em mình ơi. Lên mã khủng long, chị Ngô Phương Trinh lên thông tin cho em nhé. Long xịn cho bé này, hàng đi 149, cái nàng đi luôn chị em là 129.000 luôn, 129. Và size này là size cho bé nhà mình 15kg là mang ok. Lên mã long xịn cho bé, áo phao và phao lót long nha chị em mình ơi. Em đi luôn chị em mình, giá 129.000. Làm sao mua được giá này chị em mình ơi, trừ khi lúc nào nguyên xả. Xe mây hết rồi nha. Chị Ngô Phương Trinh không lên thông tin là em chốt cho người khác nha. Bỏ riêng đây đi ba, bỏ riêng ra đi. Con này có mấy con tặng nó luôn. Hàng này là hàng giữ nhiệt bé này, giữ nhiệt bé này, tặng nó luôn. Hàng này đang sale 49.000 đúng không? Em người ta chốt rồi chưa? Người ta đã chốt rồi. Lên mã giữ nhiệt bé size 12. Ok, Ngô Phương Trinh. Tặng nó con này luôn, 30 đang sale 49k đi chị em, 35k luôn. Size 12. Lên mã giữ nhiệt 35k luôn. À quần súc à, còn quần súc còn, còn đấy. Rồi nha, lên luôn những này. Sơ mi em hết rồi. Lên mã giữ nhiệt bé size 12-13. Em đi chị em mình tặng 35. Hàng này là hàng dòng hàng xịn, hàng này hàng Quảng Châu chị em mình. Size 12-13 chị em mình nhìn chắc này, 35.000. 35.000 lên mã giữ nhiệt. Cái này không phải áo lông đâu chị ạ, áo giữ nhiệt nha, đơ biết giờ mới được đây à. Em là em phát like mới đi chứ, em phát thử lại cái like mới chứ, sợ bên kia không coi được. 35 cho chị Thu Lan. Thu Lan em còn cái màu tím, còn cái màu tím 35k. Hay chị mình vô thử lên mới thử nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. 35k còn một con màu tím, đi nó luôn chị mình cho nó gọn. Hàng này là hàng cũng thường đi chị mình 69k này. Con này hàng 2C 69k này, màu tím đó chị ơi, lên màu tím đi chị mình. Hai con đều giữ nhiệt, chị mình lên giữ nhiệt không, không biết chốt cái gì hết. Cái này toàn bộ cái này xây dưới 10kg này. Còn ba con này xây dưới 10kg, 18 em hết. 35 lên màu đi nha. Còn màu tím đó chị mình lên rõ màu cho Nguyên đi, khỏi bị nhầm. Còn ba con này xây dưới 10kg, hàng này dòng là dòng tím cho chị Thương Quỳnh. Okay. Tím Thương Quỳnh, cốt tông nhăn nhá. Xây dưới 10kg là chốt ok. Hàng này Nguyên đang đi là 169.000. À lộn. Cái miệng bị gì? Đang đi là 69.000. Nguyên đi chị mình mã này tặng 39k luôn cho nó gọn. Tặng 39.000 luôn, còn size 10kg thôi. Còn size dưới 10, 11kg là mang ok. Chị em mình nhìn cặn. Toàn bộ dòng cốt tông nhăn là hàng dòng xịn ấy. Áo đang mang hết rồi. Nha, lên luôn dụng mã này. 39.000 lên mã nhăn là ok. 39.000. Còn em mã nhăn 39 sao cái này cứ sợ tới sẽ lui ta. Con này màu này đang không có hàng bán mà. Xay mờ đang không có hàng bán để xả. Em xả. 39 39. Đã không xả cái mã đó nè. Anh Trần. Cái này còn size 12, đây luôn trẻ mình là 39k. Size 12 và đây trẻ mình 39k. Chị nào lấy mã này là 12kg, xe nó 39k nhé. Lên mã gió 12kg, xe 39k. Cái này Nguyên còn lại tẻ size này. Cái này còn tầm khoảng 22kg. Cái này ba ghi lại rồi bóc sau này. Tặng cái này luôn.
các màu luôn. Thì có cả quần bông thú này, đang còn hai con quần bông thú, ba con quần bông thú này, bốn con quần bông thú. Chân không chia sẻ. Ôi, quần bông thú còn mấy con này trẻ mà nữa. Lên mã bông thú. Size tầm 14 15 độ về. Lên mã bông thú dùng nguyên nhé. 14 15 độ về là chốt đẹp. Không chia sẻ. Nha, 14 kg đi. Lên mã bông thú các màu luôn. Tặng đó con này luôn. Còn tráng thôi anh Vũ Nguyễn nha. 35.000 đi. Comment mã này. Có quần riêng chị ơi. Lên mã mông thú 35.000. Gió chị Kim Hậu không chia sẻ. Kim Hậu không chia sẻ. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Thiệt sự luôn. Bây giờ chị em mình mua con này bao nhiêu tiền? Rẻ rẻ người ta bán cho chị em 70.000 chứ. Đúng không? Phía trên đặng hai con hai màu luôn. 35.000 cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn con. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Nguyệt Ánh Nguyễn. Gió hồi nãy cho chị Thương Quỳnh. Mông thú, quần mông thú dùng nguyên nhé. Em đi luôn chị em mình là 35k nha, ai chia sẻ thôi, ai không chia sẻ bỏ qua nhé chị em mình ơi. Còn được chị Trâm Bảo không chia sẻ. Hiện logo người chia sẻ dùng nguyên như vậy không mà nó. Này. Trời ơi. Cho chị Nguyễn Loan con. Nguyễn Loan con 35.000. Còn hai con. Còn hai con. Ở trong của nó này chị em mình. Ở trong của nó toàn bộ là nhung như thế này nè. Giá 39 em hết rồi. Toàn bộ là nhung như thế này nè. Được chưa? Lên luôn những này 35k. Chưa bao giờ có giá này hết cho chị Trâm Bảo không con. Còn con. Còn đúng không con? Đây chị em mình nhìn ở phần trong của nó này. Ai bán được giá 35.000. Không đi nhập được giá 35.000 đâu. Còn con thì Thương Quỳnh nữa là hết nhé. Thương Quỳnh nữa là hết. Hết rồi chị ơi. Hết rồi nhưng đi rất là nhanh thôi. Cái này giá này giá xả giá tặng á. Chủng này giá xả giá tặng. Con này trong này còn quần đất nữa. Đây còn bộ nữa chị em mình. Ôi bờ ra này. Bra này bao nhiêu chị hỏi không có hàng. Được hai con. Bra nhá. Lên mã tặng bra hai con này. Nguyên đây luôn cho em mình mã này 60k hai con. Hàng này nhiều chỗ người ta order là 75.000 con. Mong thối em hết rồi. Nhiều chỗ người ta order là 70k hàng con. Nhá chia sẻ thôi, chia sẻ thôi, chia sẻ thôi. Nguyên đây cho em mình 60.000 hai con. Nha lên mã bra 60.000 hai con là ngang 30.000 một con. Lên mã tặng bra. Bà ra chút cho chị nào chia sẻ nhé. Bà ra Nguyễn Thủy không chia sẻ. Bà ra Thủy Trinh nè. Chị nào không chia sẻ mất quyền lợi nhé. 60.000 hai con. Hai con này là quần dạ cho bé. Hai con đó, màu trắng nữa kìa. Màu trắng nữa sao kìa. Quần này là quần dạ cho bé. Lên mã này là mã quần dạ bé. Size dành cho bé nhà mình. Không chị ơi, bà ra hết rồi. Size cho bé nhà mình tầm 10 kg đổ về, 11 kg đổ về là ok. Lên mã nè. Chốt mã này cũng đi luôn trẻ mình luôn nè. 40k hai con nhé. 40k hai con. Lên mã tặng quần dạ cho bé. Bra em hết rồi. Có hai con hàng sót lại thôi. Lên mã tặng quần dạ cho bé. Nam nữ gì mà, bé trai bé gái gì mang cũng được hết chị ơi. Con này bé trai bé gái gì mang cũng được hết. Em đi luôn cho trẻ mình cái này. Quần dạ cho chị Vũ Xuân. Cho chị Vũ Xuân. Quần dạ chị Vũ Xuân. Ok chị Vũ Xuân. Rồi nhá. Tiếp luôn rồi đi. Cái não hết đi. Mỗi người một cái rồi. Hai cái luôn. 40.000 hai con. 40.000 hai con ấy, chứ phải 40.000 con đâu. Hết rồi nha. Size này dành cho bé nhà mình 15-16 cái đổ về. Còn em mã này là mã hết. Mã mũ xanh đi. Mũ xanh hàng này đang sale 85.000. Này trẻ mình 69.000 luôn. Toàn bộ ở trong của nó là nhung như thế này. 40.000 hai con. Toàn bộ ở trong là nhung như thế này này trẻ mình này. Em đi luôn trẻ mình con này luôn. 69.000 nhung. À lấy nhung lên nhung luôn dùng nguyên. Cũng mềm như nhung luôn. Cái này em còn cắt size tầm khoảng 22 cái đổ về. Mũ xanh cho Nguyễn Thị. Cái này ơi, em đây luôn nè. Tầm khoảng 18 cái đổ về còn xa. Cái này mang lên cưng lắm luôn ấy. Mang cưng lắm luôn. 18 đến 20 cái đổ về có size. Lên mã này mã legging bé. Legging bé nhé. Em đi luôn cho trẻ mình luôn. Bảy mươi k hai con đang đi. Con này 49k con đúng không? 49k con.
Vâng đây luôn chị, 70k 2 con kèm luôn dùng số ký. Lên mã 70 kèm số ký luôn dùng đi. 70 kèm số ký nha chị em mình. Cái này ba ghi lại đi ba. Ghi được không? 70 kèm số ký luôn dùng nguyên á. 70 kèm số ký. Nha chị em mình lên kèm số ký luôn dùng nguyên, không có số ký là chịu. Nha chị nào không lên số ký là chịu luôn. Nhá, không có size 36 đến 22 ký thôi. Đến 22 ký thôi. Mũ xanh em hết rồi. Nha, comment lên chung mã legging luôn dùng nguyên nhá. Có 9 ký chị ơi. Có 9 ký. Nha, lên mã legging ba ghi lại đi ba. In được mới là. Cái này để coi in được không? 70k kèm luôn dùng nguyên để in thử nè, nè. Cái này bữa giờ nó bị đơ đơ. Đây nè, từ coi nè. Từ để coi nè. Sao? Tao có chạy đâu. Em đi luôn chạy mình nắp 70k hai con thì làm chi có chuyện đi nhập được giá này chị em mà thôi. Kèm số ký đi. Chị nào không có số ký là em không chốt được đâu. Phải kèm số ký chứ. Nhá, lên mã này là mã legging bé. Legging bé kèm số ký hoặc là mã 70k kèm số ký luôn dùng đi. 70k kèm số ký, 70k kèm số ký. Được không? 70k kèm số ký này. Ba ghi cho cái like cũ đi. Ba chốt cái like cũ này. Ba chốt cái like cũ nè. Ok cho chị Nguyễn. À ba chốt cái like mới để từ. Để mà chốt cái like mới, ba chốt cái like cũ đi. 70k hai con. 70k hai con cho chị Phương Thảo nè. Phương Thảo nè, Nguyễn Bình nè. Trần Hoàng Sơn. Tâm An. Sương Võ nè. Huỳnh Minh Phượng này. Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn này. 36 là không có rồi chị ơi. Lan Nguyễn này. Vi Mai này. Vi Mai này. Nhung Phạm Thị này. Tam An này. Phương Thảo rồi này. Lai Nguyễn này. Lan Nguyễn có rồi này. Sương Võ có này. Sương Võ có rồi này. Không có bé trai. Trần Hoàng Sơn có này. Nguyễn Bình có này. Phương Thảo không có này. Ông đang mang lên rồi. Thì tiết chẳng có nè. Sương Võ có rồi. Nó ghi gì lớn em đang tặng hết. Rồi ok, chị nào chưa có lên luôn dùng nha. Ôi em đang bán tặng là 70.000 và 2 con. Phải một con như vậy mà nói. Nguyên đăng đây là 70.000 và hẳn 2 con. Size này là 22 đổ về là chốt đẹp. Cái này mang lên cưng lắm. Nhá. Lên mã tặng led ghiên bé luôn dùng nguyên. 70.000 và 2 con. Cái thời điểm này chị em mình cần những con này nhiều. Nhưng mà chả ai bán cái dòng 70.000 2 con đâu. Nha chị nào lấy mã led riêng bé lên led riêng bé luôn dùng nguyên. Đây này cho chị An Nhiên rồi bà chốt cho nè. An Nhiên. Mà chị Bích Hòa không có 23 ký. Có 22 ký. Nha. An Nhiên 9 ký. An Nhiên 9 ký. Rồi ok. Lên mã này lên mã Elsa. Ôi cái này cưng quá. Cái này mà mang với con led riêng hồi nãy nè. Size 12 ký. Cái này đi chị em mình 49.000 luôn. Nha lên luôn dùng cái này. Chốt lên luôn dùng mã này là mã Elsa. Elsa 49 nhé. Chị nào lấy Elsa 49 lên Elsa 49 luôn dùng nguyên. Elsa 49k nha, chị nào lấy Elsa 49 chốt Elsa 49 luôn dùng nguyên nhá. Elsa 49.000. Cái này cũng còn được mấy con. Chị nào chưa có tranh thủ phát luôn. Cái này cũng cho bé nhà mình tầm 10kg đổ về. 20 cho chị Tiên Ao Xuân. Tiên Ao Xuân nha, lên mã Elsa à, 20 cho chị Thị Dung này. Elsa cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn này. Nguyệt Ánh Nguyễn này. Cái này em còn tầm 10-11kg. Tặng nó luôn 10k. Tặng nó 10k. Lên mã bêu cho bé gái nhé. À, 20kg thì trưng như thế. Ok, tạm ngưng cái quần legging nha chị em mà nói. Elsa em hết, tạm ngưng quần legging. Vì em còn rất là ít thôi mà nãy giờ đi combo. Lên mã này là mã tặng bêu. Tặng bêu nhé. Em đi luôn chị em mà là 10k. Tặng 10k nhưng chị nào đang có đơn chốt nhé. Còn chị nào không có đơn thì chốt những cái này. Mắc công lắm. Nha, tặng 10k bêu. Elsa em hết. 10k dùng nguyên con này. Là chắc của nó là chắc da cá tàu. Da cá tàu nha. Rẻ quá nguyên nó thật sự luôn. Ok ghi chị Bích Hoàng. Ok nhá, lên mã bêu 10k. Ba ghi lại bên cái like cũ. Ba ghi cái like cũ lên mới để mẹ cho. Like cũ cho chị Tiết, à, cho Tiết Mùa Đông. Kim Huệ. Kim Huệ. Tiết Mùa Đông. Ba ghi đi 10k cái khác à. 10k. Áo bêu. Áo bêu màu hồng. Tặng 10k. Nhưng mà chị nào có đơn là chốt. Còn chị nào không có đơn đừng chốt những cái mã này nhé, mắc công lắm.
nha. Hiện tại chị nào đang còn đơn thì đã chốt những cái mã này, vì cái này thực sự là em còn ít, em bán tặng thôi, em đi cho nó gọn thôi nha. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã tặng bêu 10k lên đơn luôn dùng nguyên. Cái này da cá cho chị em mà nó vô tầm 10-11kg thôi, không có size to. Em thấy chị rồi nhé, chị Thanh Tuyền, ok nhé. Lên luôn dùng mã tặng bêu đi. Ok nhé, bêu. Từ từ chưa chốt, mà chưa đi đơn đâu, Phan Hương. Ê, Tâm An. Bêu cho chị Phạm Nguyễn này. Bêu Trâm Bảo hai con. Bêu cho chị Phương Nguyễn Bình Định này. Không có 35kg giờ ơi, hết rồi. Phương Thảo bêu này. Lên mã bêu luôn dùng mã Thanh Tuyền. Cho chị Nhung Phạm Thị bêu này. Nguyễn Thị bêu này. Đâu? Em lai sen thế này thôi, chứ em đâu có lai bé đâu. Thanh Tuyền có rồi này. Bêu chị Tiết Trần này. Không có 14kg đâu chị ạ. 10-11kg thôi. Cái này không có size to, 10-11kg thôi chị em. Mình để chút đơn luôn dùng nguyên nhé. Tặng 10k. Cái giá này là tặng kèm thôi. Tặng kèm thôi chứ còn mà 10k để bán cho chị em mình thì lãi cái gì. Phải không? Chị em mình nghĩ làm sao đi nhập được ra con áo 10k. Hàng là hàng da cá. Da cá nhé. Chút mã bêu 10k. Nhưng mà size chị Hà Như Hồng chia sẻ size 9-10 thôi. À quên lộn, size 10-11kg thôi. Chút cho ai chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bao quá. Rồi ok nhé, chị nào lấy bêu lên bêu. Em có cặp này là cặp gì bán tặng nó thôi. Bêu 10k. Không có 15kg đâu chị ơi. Em nói lại số ký này. Bêu là 10 với 11kg thôi. Nha, chốt với chị nào chia sẻ 10-11kg thôi, không có đến từng đó đâu. Ok, Trung Kiên Nguyễn. Trời ơi, Trung Kiên Nguyễn có rồi nha. Cái này là em sót con. Ok chị à. Trinh Phan. Trinh Phan. Trinh Phan. Rồi nhá, cái này đi luôn cho dạ mình luôn. Thêm một cái bê Thái Hoa kia bà. Thái Hoa. Cái này thêm mà. Thêm mà. Cái này là áo bé nha chị em mình ơi, nhưng mà size 35kg. Áo bé nhưng mà size 35kg. Hàng này đang đi 95. Cái này đi gọn luôn chị em mình, mã này đã 80. Áo bé nha, mình mang được luôn. 95k đúng không? Mới đây chị em mình làm 80 đi. 80 nhá. Con này chắc đẹp. Chắc đẹp, rẻ, ở trong toàn bộ lót nỉ dài. Lên mã tặng khoác bé luôn dùng nguyên nhá. Nỉ dài như thế này nè. Em đây chị em mình 80k còn con thôi. Size 35kg nhá chị em mình nhá. Size này là size 35kg, tặng nó luôn chị em mình con này với giá là 80k. Size 35 nha chị em mình nhá. Size 35. Xong chị ơi, em hết rồi, chị Trung Hiếu ơi. Hết cần xanh rồi. Lên luôn dùng nguyên con này bán tặng luôn. Cái này em còn lẻ tẻ. Ôi trời ơi. Cái này hôm bữa bao nhiêu chị chốt không có. Cái này đang xe 59 gì. Coi dòng VIP nó dễ mình đó. Giảm vô tư thoải mái. Nhưng mà 52-55kg thôi. Đây luôn chị em mình con này 49k. Lên mã cổ 49. Cổ 49. Cổ 49k nhá. Tiếp luôn dùng con này là bộ siêu nhẹ. Bộ siêu nhẹ này. Bộ siêu nhẹ. Bộ siêu nhẹ lửng. Bộ siêu nhẹ lửng. Em đây luôn chị em mình con này luôn. Giá 40k luôn. Nhá. Bêu chị Ngân Nguyên đã có đơn chị chợ. Có đơn đã chốt nhé. Đang có đơn đã chốt gió bé. Không chia sẻ. Không chia sẻ thôi. Nha, lên luôn chung mã này là mã siêu nhẹ 45k. Bộ siêu nhẹ thì mang sướng hơn chị em mình, mang lanh nhiều. Không nhăn, không nhào, không rút. Xe 52 đổ về chị em mình. 52 đổ về chị em mình lên luôn chung mã này. Mã lụa siêu nhẹ 45k. Giá này chuẩn giá tặng rồi đấy. Siêu nhẹ cho Thanh Tuyền. Siêu nhẹ cho Thanh Tuyền. Lên mã này là mã giữ nhiệt nam CS. Giữ nhiệt nam CS. Giữ nhiệt nam CS size 55 đổ về. Hàng này hàng công ty nha chị em mình ơi. Hàng công ty nhé, chắc này chị em mình ơi. 55 đổ về là chốt đẹp nhé. Comment mã giữ nhiệt nam. 55 đổ về tặng con này luôn. 49.000 đang còn hai con, hàng công ty nha. Không phải hàng xổm nha chị em mình ơi. Tặng giữ nhiệt nam 49.000. Cái này còn con tặng 39k lên mã gấu. Một con thôi à, giá tặng 49.000 nhưng mà 49.000 một con. Em thấy rồi chị Hoàng Tiết ơi, có thì em đã lên like rồi chứ. Có thì em lên like chứ giữ làm gì. Tiếp luôn dùng nguyên con này lên mã tặng gấu, siêu nhẹ em hết. Như thị. Cổ 49 đây nè ba, cổ 49 đây nè. Cổ 49 nó cưng như thị. Giữ nhiệt nam chị Văn Cao có chia sẻ, Văn Cao không chia sẻ. Văn Cao không chia sẻ, siêu nhẹ em hết rồi. Siêu nhẹ hết rồi. Nha, lên mã giữ nhiệt nam. Siêu nhẹ em hết rồi nhá, lên mã tặng gấu, con này đi trẻ mình 39k nốt luôn, hàng này hàng 100.000. À nè, 100.000. Em không có gì trần trang hết. Nha, lên luôn dưỡng này. Lùa siêu nhẹ em hết rồi. Con nặng đi chị em mình luôn. Chị ơi, chị Văn Cao không chia sẻ. Mã này em đang bán tặng. Siêu nhẹ cũng hết rồi. Chị ơi, chia sẻ nó hiện lên logo người chia sẻ có mũi tên này nè.
Còn chị không chia sẻ là nó không có hiện được, không chia sẻ công khai là nó không có hiện được nhá. Rồi ok, chị nào lấy cái mã đó nữa thì lên dùng nguyên nhá. Cần gì đây? Gấu gì đây? Gấu 39 ca nắp luôn. 39 TT. Gấu 39 luôn cho nó gọn đấy. Đó cho hồi như. Cái ca chia sẻ nha. Ok, văn cao, ô văn cao. Rồi ok, tiếng mà sẽ lên đi chị em mình giờ mình sẽ đi xả hàng lẻ. Xả tung hàng lẻ luôn nhá. Chia sẻ lên đi chị em mình ơi. Tung cái hàng lẻ luôn, chia sẻ nha. Chị nào đang xem văn like, tương tác lên đi chị em mình ơi. Lên cho chị em mình áo phong đẹp luôn. Áo phong đẹp. Tán tặng nó. À còn cái quần này nè. Đây nó lên cho chị em mình luôn. Em đây luôn chị em mình con này, dòng da cá tàu, da cá xỉ. Da cá xỉ nhá. Đã nam này là 39 nha. 49. S M L X L. Cái này đang có hàng ri. Cái này đang có hàng ri. Nguyên ly luôn cho chị em mình mã này luôn. Đúng một ri thôi chị em mình nè. Lên mã logo rồi da cá tàu, chị em mình nhìn cái bản bo của nó nè. Còn mùa là hàng xịn nhá. Bản bo nè, đây chị em mình con này luôn. S M L X L chị em đến 62 một ri thôi. Đây nó luôn cho chị em mình con này luôn. Giá cho chị Trần Nga con gió chia sẻ giờ mới hiện đúng không, giờ mới chia sẻ công khai. Em đây luôn trẻ mình con này luôn, tặng trẻ mình với giá là 73.000 con này nhé. Áo gió chứ, áo gió đấy chứ, chứ lót bé là gì, áo gió bé đó. Tặng nó con này giá 73.000 đúng không chị Trần Nga, hồi nãy áo gió bé đúng không. Size này S cho chị em mình 50-52, M chị em mình 55, L chị em 57-58, XL chị em mình 62 kg, mau ok luôn. 73 chị Nguyễn Thủy, áo giáo đó ba. Nguyễn Thủy sẽ XL, 73.000 con này, trời ơi. Nha, vẫn còn SML, SML. Đơn 400 đi lại em nhận chị nha, là sao? Là sao, vẫn chưa nhận đơn, hay là như thế này? Chị Văn Cao. Văn Cao có chứ sao? Văn Cao có rồi. B10K chị Nhiên Anh có rồi. Nha, chị nào lấy cái mã này lên mã tặng quần 73. Con này chị em mình không phát hơi bị tiếc nha. Thật sự mà đi chị em mình giá này không phát hơi bị tiếc nha chị em mình ơi. Rồi, nên bán tặng cho chị em mình vài cọc áo này. Vài cọc áo này nhá. Body xịn. Body xịn. Mùa này chị em mình phát con này mang cái quần ring luôn, hai bán này thôi rồi. 52, chị nào gọn lên 55 nhé. Lên mã này. Comment mã nail dùng nguyên nhé. 52 và gọn lên 55. Tôi nói là riêng chạy áo thun thì giá quá là rẻ. XL em hết rồi. Ủa, cái này dài tay rồi. Em đây chị em mình 49 nha. 49k. Ok, để mai kiểm tra BMI nha. Hòn về là xả rồi chứ không có giữ đâu chứ. Lên luôn dùng con này tặng 49k. Bo rip như vậy mà này, 52 độ về. Nha, em đây luôn trẻ mình 49k. Và hiện tại em có một màu đỏ, một cái màu xanh cốt, một cái màu xanh than, dài tay, bo rip. Bán tặng 49.000. Phát luôn đi chị em mà nó. Quần đen chị hỏi cái mã nào chị Sương mua. Xe 52 đổ về thì chị em mình chốt đẹp. Boris với chị em mình ơi, 52 đổ về hàng giả nhé. Đây luôn chị em mình mã 49k. 49k nhé. Cho chị Minh Hiếu con đỏ này. Con đỏ mà. Mai kiểm tra đi chị ơi. Đỏ này, rồi xanh cốm, xanh tha. 49k. Mai đi chị ơi, giờ em cũng không biết cái đơn của chị nó dài ngắn như thế nào. Hồi đã nếu người đã hòn về thì là nó rồi dạ, hòn về dạng hàng bôm, hàng xả thì em cũng xả hết rồi. Nha. Mai chị báo qua thử cho em cũng không biết à, không có nhớ rõ cái đơn của ai đâu nhá. Rồi màu nu luôn. Đỏ em hết rồi nhá. Đỏ em hết rồi. Đủ màu cho chị Ti Ti. Đủ màu cho Ti Ti đi ba. Đủ màu cho Ti Ti. Đây thêm. Thêm màu trắng. Rồi ok. Đủ màu cho Ti Ti. 49k. Không có trắng có vàng, không có vàng chứ. Cho Ti Ti 49k. Ui con này màu cam đây. Màu cam TT chưa có đúng không? TT màu cam. Cái cặp này toàn dài tay. À, anh đang mặc em like rồi. Mà bán 49.000. Hồng đậm con. Hồng đậm con.
Trắng 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 cho chị anh Vũ Nguyễn. Trắng anh Vũ Nguyễn. Nha, rồi hồng đậm. Hồng đậm hồng nhạt. 49k vậy em còn ơi. Giá này thực sự sợ thì cái chứ. Hồng đậm và hồng nhạt, Boris hết nhá. Hồng đậm hồng nhạt. Hồng đậm cho chị Trâm Anh Trương. Trâm Anh Trương. Có size S chị ơi. Rồi hồng nhạt luôn dùng nguyên nhá. 49k hồng nhạt. Thì nào lấy hồng nhạt lên hồng nhạt. Hồng nhạt lên luôn dùng nguyên nhá. Cherry Ngọc. Cherry Ngọc 49k. Thứ còn cọc thôi. Nên thì chị em mình tranh thủ nha. Hồng nhạt. Còn bộ dòng body kiểu này mang Tết có ok. Không chị ơi. Em lên đang xem thôi. Bây giờ làm gì còn hàng bán nhiều nữa đâu. Mà lên. Lên mã này nó ấy chỉ nổi lên trên luôn. Lên mã đỏ đô này. Size 52 đổ về như chị em mình không? Đẹp chưa? 52 đổ về là chị em mình cho ok. Lên mã đỏ đô các chữ. Body hết nhá. Nguyên đây luôn chị em mình luôn. 49k. Size 52 đổ về nha chị em mình nhé. 49k lên mã đỏ đô 49. Body 52 đổ về. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên nhá. Đỏ đô 49k. Nha, đỏ đô hồng nhạt em hết rồi. Hồng nhạt em hết rồi chị ơi. Thấy hồng nhạt rồi. Không có đâu chị ơi, em không có đâu chị Lê Trương ơi. Em có cái gì em lên cái đó nha. Còn cái gì em sale cái đó. Với giá này thật sự là đi body mà đi chị em mình 49.000. Lên màu đỏ đô nhé. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng 49k. Đỏ đô 49. Chữ hồng 49. Bao rẻ luôn. Bao rẻ bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Toàn bộ là body kiểu. Body kiểu 52 chị em mình gọn lên 55 nhé. Em lên mã này là mã chữ hồng. Chữ đỏ đô. Trời ơi. 49k không phát thì phát con gì nha chị em mình. Lên mã chữ hồng. Chữ đỏ đô giá 49 nhé. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên. Chữ hồng và chữ đỏ đô nhé. 49k chữ. Có mấy cái con trắng vàng hết rồi nha. Chữ trắng vàng ở đâu mà chị anh Vũ Nguyễn cứ comment chữ trắng vàng với ta. Chữ hồng, chữ đỏ đô nhé. Chị nào lấy mã nào lên mã đó luôn dùng nguyên. Đỏ đô chị Xuân Hiếu. Đỏ đô chị Xuân Hiếu. Lên mã này, lên chung mã tim màu này đẹp lắm chị em. Màu này đẹp lắm á, 52, 55 đổ về chị em cho ok. Và toàn bộ là sẽ là dạng mang ôm body nhé. Lên mã này, lên chung mã tim, màu này màu đẹp này. Có còn con thôi. Tim nhé, cái này chị em mít chân váy đẹp. Mít chân váy đẹp đó. Con này lên chung mã tim luôn dùng nguyên nhé. Tim 49, chị nào lấy tim 49 lên tim 49. Tim 49. Xích trắng 49. Body kiểu nha. Riêng con xích này là tay bồng, chị em mình thích thì chị em mình để cái này. Tim cho Nhi bảo. Nhi bảo. Cái này thích thì chị em mình để cái này, còn không thì chị em mình mở hẳn cái này ra cũng được nhé. Lên mã tay bồng. Comment mã tay bồng 49k luôn nhiều nguyên nhé. Thích để cái dài này, còn không chị em mình mở hẳn ra cũng được nha. Đây luôn chị em mình mã tay bồng 49. Tay bồng 49 nha chị em mình ơi. Tay bồng nhá. Tim thấy rồi nha. Lên mã chữ màu xám 49k, size chị em mình 50-52. Nha, lên mã chữ xám, chữ nâu gì. Tiên hết rồi. Chữ xám, chữ nâu gì đấy. Đi trẻ mình 49k luôn. Chữ đỏ đô 49. Ai lấy chữ lên chữ. Tay bồng trên làm thí. Chữ đỏ đô luôn 49k. Size 52 gọn 55 nhé. Cái này toàn bộ là sẽ là mang ôm body. Chị nào hay mang dòng body thì chị em mình biết nhé. Đi trẻ mình 49 nha. Nha, bỏ xả xuống cọc hai cọc áo thun cho này này sao. Cái gì cũng được, thun thái cũng được, body cũng được, cái gì cũng được. Còn cái gì bỏ xuống xem. Hey. Xích hết rồi. Xích hết rồi. Xích hết rồi nha. Bên này này, bên cái này, này. Cái này còn mấy con giữ nhiệt nè. Giữ nhiệt tàu. Ừ. Giữ nhiệt tàu nhá. Tay trẻ mình gần đấy 60. Bán tặng mỗi chuyện con luôn. Hàng này là thường hàng 65, 69. Ấy có con tim. Có con tim này. Đây, 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 đây. Tim còn đây chị em mình. Tim đây, tim đây, tim đây. Đây, cọc này là cọc tim. Từ từ. Bộ treo đằng sau là 145.000. Cọc này là cọc tim nhé. Từ từ chọn xíu. Lên mã giữ nhiệt tàu. Giữ nhiệt tàu nhé. Cái này đi chị em mình 55k. Size 60 chị em mình vẫn ok. Phong rộng em đang còn. Nhưng mà em đang còn lộn xộn lắm. Đây. Nha, lên luôn dùng mã này. Mã giữ nhiệt tàu. Size chị em mình 60 vẫn mang được. Và sẽ là mang ôm. Like của nó là like bảo này. Chị em mình này. Chị em mấy cái quần leggings bao đẹp.
Mít có quần legging bao đẹp, gần như là nó phủ, gần phủ mông luôn chị em mình nè. Gần như là phủ mông nhá. Chị nào lấy cái này lên mã giữ nhiệt tàu, em bán tặng chị em mình 55.000 nha, 55.000 giữ nhiệt tàu. Sai chị em mình 60 vẫn mau ok. Xuân Hiếu có rồi nha. Nha, lên mã giữ nhiệt tàu, con này chắc dài lắm, đã lắm. 55k nhá, còn được 6 được vài con, có cả màu, còn con màu trắng và con màu xanh nữa nè. 55k màu nâu, màu trắng, màu xanh. 55k nhá. Cho chị làm phí con, đẹp lắm. Đẹp lắm, mua đi. Thanh tuyền. Thanh tuyền 55k. Rồi ok, chị nào lấy giữ nhiệt tàu lên giữ nhiệt tàu với giá là 55k em. 55k em nhé. Rồi nhá, lên luôn dùng mã tim kèm màu. Tim còn cọc tim. Còn cọc tim kèm màu nhé chị em mình ơi. Tim này cổ của nó là dạng của vung vung ấy, chị em mình biết chân váy cho nó đẹp. Lên mã tim kèm màu. Tim vàng con. Tim vàng có thằng con này chị em mình biết trong váy đẹp lắm. Nha, tim vàng con. Tim hồng con, thứ còn cả thôi. Tim hồng, tim vàng, tim đỏ đô, tim đen, tim nu, tim màu kem, màu đỏ đô, màu trắng. Nha, tim cam. Vàng cho anh Trần. Vàng cho anh Trần. 49k. 49k nhé. Tim cam. Tim cam 49k luôn. Chị nào lấy tim cam lên tim cam 49. Tim vàng em hết. Tim hồng cho Nguyễn Hiền luôn. Tim hồng. Nào phải màu hồng. Màu này chị ạ. À? Màu này nhé. Nguyễn Hiền Lương màu này đi. Nha. Màu trắng. Màu này màu đẹp. Hồi nãy chị em mình chốt đó. Màu đẹp hồi nãy chị ào chốt nè. Thì chị em mình biết chân váy lên đẹp. Mấy cái này còn hồng nữa. Nó còn hồng. Không, cái mã này khác mà. Tim vàng hết rồi. Nha, màu cam cam nè. Tim nu cho Bitcoin. Bitcoin lên thông tin cho em. Bitcoin lên thông tin này. Vàng em hết. Big là B-E-G. Bitcoin thông tin nha. Lên thông tin đi chị ơi. Giữ nhiệt cho chị Hương Trần vàng. Hương Trần, Hương Trần à quên. Hương Trần áo dài đỏ. Áo dài đỏ. Nu hết rồi. Cam cho Viên Ngao Xuân. Viên Ngao Xuân. Viên Ngao Xuân. Hết cam nhé. Hết cam nhá. Cái này cho chị Lương Mai Hoa này sao. Lương Mai Hoa này. Tim trắng gì Thí Liễu. Thí Liễu này. Rồi nhá, Nguyên còn đỏ đô, kem. Nu. Nu đen nhá. Đen mã tim luôn dùng Nguyên. Đỏ đô nhá. Cái này chị em mình mang mùng 1. Mang con màu đỏ đô này biết chăn váy. Biết coi lên thông tin nha. Trời, chị không lên thông tin là em chốt cho người khác đó nha. Kèm thông tin chứ không có thông tin gì chút đơn kiểu gì đấy. Lên mã này mã tim đỏ đô. 49.000 tim đỏ đô nhé. Chị nào lấy tim đỏ đô chút lên luôn dùng em. Tim đỏ đô đây luôn chị em là 49k. Tranh thủ chị em mình thôi. Bao rẻ luôn ấy. Tim đỏ này. Tim đỏ cho Nắm Thảo này. Trung Thủy này. Trung Thủy này. Rồi ok nhé. Chị nào lấy mã này. Lên mã tim đen, tim nu, tim kem. Đen, nu, kem. Giá đi chị em mình 49k hết tim. Đen, nu và kem 49k hết tim nha chị em mình ơi. Màu đen, tim đen, này, tim nu, này, tim kem này. 49k còn 3 màu đó thôi. Nu cho Tài Nguyên. Nu cho Tài Nguyên. Nu Tài Nguyên. Rồi còn đen với lại đen với kem thôi. 49k. Còn đen còn kem. Chị nào lấy lên luôn dùng đi nhé. Còn đen và còn kem. Mã này là mã cổ vung. Còn đen và còn kem nhé. Chị nào lấy đen chút đen. Chị nào lấy kem lên dùng nguyên. Bốn mươi chín k bo rip kiểu lòng toàn bộ đi chị em mình 49k bao rẻ luôn ấy. Ok. Xin hồng. Xin hồng. Này mix với cái gì không đẹp. Cái này mix với gì không đẹp. Lên mã này là mã chữ vàng. Cái này chị em mình mix cái gì cũng đẹp hết. Quần riêng cũng đẹp. Trang váy cũng đẹp. Quần sọc đùi cũng đẹp. Nè, cổ này.
Lên luôn dùng nguyên cái mã này, comment mã này là mã chữ vàng. Size 55 đổ về cho em một chút ok nhá. Áo không đang mang hết rồi. Em đây luôn cho em là 49k, comment mã này là chữ vàng 49. Chữ màu xanh cổ vịt 49. Chữ vàng, chữ xanh cổ vịt, tay của nó là tay bồng nhẹ. Xanh cổ vịt nhá. Đẹp chưa? 49.000. Chị nào lấy xanh cổ vịt lên xanh cổ vịt nhá. Vàng cổ vịt này, đen cho cherry ngọc con này nè. Cherry ngọc con này. Màu xanh cổ vịt này. Chị nào lấy cổ vịt 49, chữ cổ vịt này. Chữ vịt này, chữ đen này, chữ vàng, chữ màu xám này, chữ đỏ đô này, chữ màu nu này. Đấy, chị nào lấy chữ lên chữ kèm màu nhé. 49k chữ kèm màu. Con này không phát ngay thôi luôn á chị em. 55 đổ về chị em mình chút đẹp ấy. Nha, chốt lên luôn dụng mã này, kéo giãn vô tư thoải mái luôn. Comment mã chữ kèm màu. Từ từ. Chị có cái áo để mai chị. Dạ không chị ơi. Mai em không chốt đơn. À mai em không like. Sám cho Lê Kiều, mai em không like đâu nhá. Tranh thủ chốt xem cái gì em đi đơn chứ còn không để gom lại nữa đâu chị ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã chữ kèm màu nhé. Tranh thủ chốt xem cái gì em đi đơn chứ còn em không để gom lại qua đến ngày mai em không like nhé. Ngày trưa ngày mai nó không like rồi đó. Đây là chị em mình tranh thủ đi. Nhá, chốt gom chung qua để em đi đơn. Mình để like ra cái này đây nữa. Cái áo sốt này đang còn mấy cái em tặng đó. Chữ xanh cho Ngọc Thảo Nguyễn. Cái này em đang còn mấy cái em lên nó luôn chị mình luôn. Sám chị Lê Kiều có rồi nhé. Dạ. Ôi, còn hai con áo kiểu này. Size 57 nhé. Áo kiểu này tặng nó luôn nè. Size 57. Size 57 lên mã tặng kiểu. Đây luôn chị em mình tặng 39k size 57. Tặng 39k con này chắc của nó là đuổi xước nhé. 57k. Ôi lùn lùn. 57kg đổ về tặng 39k luôn. Con áo kiểu tặng 39k. Áo xanh cho chị Đặng Hiền. Xanh đây Đặng Hiền. Xanh Đặng Hiền. Lên mã tặng kiểu nhé. Em đây luôn chị em mình luôn. Ai lấy mã tặng kiểu lên mã tặng kiểu nha. Đi nốt luôn cho chị em mình là 39k. Còn được 2 con đó. Chị nào lấy thì lên. Còn được 2 con áo kiểu nhé. Chị nào lấy áo kiểu lên áo kiểu luôn dùng nguyên. 2 con áo kiểu với giá là 39k một con. À, sót lại thôi. Nha, đi luôn chị em mình 39k. Chị nào lấy kiểu 39 lên kiểu 39 dùng nguyên nhé. Kiểu 39. Áo xốp này. Chữ xám cho chị Trương Như Thủy. Chữ xám cho Trương Như Thủy. Ok. Còn 3 con áo xốp. Áo xốp này chắc đẹp lắm. Chữ xanh cho chị Đặng Hiền. Chữ xanh này cho chị Đặng Hiền. Có chữ xanh hết rồi. Còn chữ vàng, chữ xám, chữ màu mặn. Hết chữ xanh rồi. Lên mã này là mã xốp. Áo xốp em đi chị em mình tặng 39k luôn. Áo xốp này tặng nốt luôn chị em mình 39.000 nhé. Chị nào lấy xốp tặng 39 lên xốp tặng 39k luôn dùm em. Xây mờ. Xốp tặng 39 nhé. Chị nào lấy xốp tặng 39 lên xốp tặng 39k luôn dùm em. Size này chị em mình 55 đổ về thì chị em mình chốt ok. Những con áo xốp này lên phun đẹp lắm. Cái này chạy nhiều quá rồi. Cắt được đúng 3 con lên mã xốp xanh. Xốp nhé. Xốp. Ai lấy xốp lên xốp. Xốp xanh 39k. Xốp cho Lê Kiều. Xốp cho Lê Kiều đi ba. 39 nhá. Ai lấy mã xốp xanh lên mã xốp xanh tặng 39. Rồi con này. Lên mã này là mã cổ hồng. Để em lấy. Ừ ok. Ok. Cái này tặng 39k luôn. Cái này chị nào nhỏ con xíu. Xốp cho TT ba. Xốp cho TT. Chị nào nhỏ con xíu chị em mình tầm 57 đổ về là chị em chốt đẹp con này. Thằng kiểu hết rồi phải không ba? Còn không? Cho chị Ngọc Mai. Đó còn cái chị Ngọc Mai. À, lên luôn dùng mã viền hồng. Tặng 39k luôn. Ok, tiết mùa đông là long sinh thang cây mờ. Tiết mùa đông. Chị 39 nha. Tiết mùa đông, long sinh thang cây mờ. Rồi nhá, đi luôn trùng nguyên con này luôn. 39k con này dòng riết nhá. Cái này mang trẻ mình biết với quần lưng cao hoặc chân váy lưng cao lên đẹp. Lên trẻ mình 39.000 luôn. Lên mã viền 39. Viền tặng 39 nhá, lên luôn trùng mã nhún. Ok, tiết mùa đông rồi. Chị Ngọc Mai có áo kiểu rồi nhá. Lên luôn dùng mã này mã trắng. Hồng cho chị Hồng Phụng. Cái này có phụ kiện. Cái này có cả kèm phụ kiện này chị em mình thích thì chị em mình gắn vô nhé. Cái này đi chị em mình mã này mã nhún trắng. Chút mã tặng nhún trắng luôn dùng nguyên hàng. Đây chị em mình con này 49k. Có tiết kiệm. Có phụ kiện nhé. Lên mã nhún trắng nha. Cái này có phụ kiện chị em nó sẽ
mắt qua bên này nhá. Tiền em hết rồi chị ơi. Đây luôn chị ơi, con làm luôn 49.000 nha. Lên luôn cho mã này là mã kiểu nhún trắng đi. Size 55 57 độ về chị em mình cho ok. Nhún trắng, nhún trắng, nhún trắng. 49k nhún trắng. Thì nào lấy nhún trắng là nhún trắng 49. Nha, nhún trắng 49k. Trắng cho Linh Thiền em thị. Ôi cái này là body kiểu. Cặp này là body kiểu. Cặp này là body kiểu nhá. Trời ơi. 49.000. Nhún trắng em hết rồi. Con này đẹp lắm. Lên mã vuông nu body nhá. Vuông nu size 55 độ về 49k. Nha chị nào lấy vuông nu lên vuông nu 49. Vuông nu dáng đi chị em mình là 49k. Chị nào lấy mã vuông nu lên dùng 49k. Vuông nu 49, vuông nu 49. Con nào thì hôm bữa giờ bao nhiêu chị chốt không được. Bao nhiêu chị chốt con này không được. Áo con đang mang em lên rồi chị, em lên từ đầu like kia. Rồi nha, lên luôn dùng cái này luôn dùng đi. Chị biết coi chị lên cả địa chỉ like cho em đi, nãy giờ mới có số điện thoại thôi. Lên cả địa chỉ và tranh thủ chốt thêm cái gì để em đi đơn nhé. Không có cái xong gom lại mệt lắm nha. Được rồi chị Linh Thi Nguyễn Thị ơi nha, cái này lên chung mã này là mã len len, xem nó luôn trẻ mình mã này 100k luôn. Con này hay len hay da nhé, hàng người ta có sale cũng sale 150 nha. Đây luôn chung cái này luôn 100k len hay da, size trẻ mình đến 60-62 vào ok luôn nha. Lên luôn chung mã len, tặng len nhé, tặng len 100k luôn, hàng đi 115.000. Rồi tiếp luôn dùng mã này. Comment mã này là mã nút xanh 49k. Hết rồi chị em mình. Đây là cọc hai cọc cuối cùng nha, cọc hai cọc cuối cùng thôi, không có nhiều nhá. Chị Trần Thị Tiết Dung này ba, 100k Trần Thị Tiết Dung. Rồi nhá, lên luôn dùng len luôn hết rồi. Lên luôn cho mã này mã nút xanh. Lên hết còn sáu cái. Hàng khách xã chứ chả còn đâu. Hàng đó hàng khách xã đó. Lên mã này luôn dùng nguyên nhá. Cái này toàn bộ là Boris này. Con này Xuân Thái này. Vuông nu cho ra cho Diễm Nguyễn này, à, xanh này cho chị Hồng Phụng, xanh cho Hồng Phụng. Đến lúc chốt đơn gom với ai chị báo nhé, giờ em cũng nhớ rồi. Đây luôn dùng mã Thái, Hồng Phụng 49, nu nó cho Diễm Nguyễn, Diễm Nguyễn, xanh cho Hồng Phụng 49k. Thun Thái này, Thun Thái này size 55 độ về, đây luôn trẻ mình 49k. Lên mã Thái Hồng, có hai con Thái Hồng 49k. Nha chị nào lấy mã này lên mã Thái Hồng 49k luôn dùng, đang có hai con Thái Hồng, giá đây luôn chị em mình là 49k. Ai lấy Thái Hồng lên Thái Hồng nhé, 49k con nha chị em mình nữa, hai con Thái Hồng dưới nha. Rồi con này là áo dài tay kiểu này. Áo dài tay kiểu nhé, Thái Hồng cho Lê Kiều con, Lê Kiều con, Lê Kiều một con Thái Hồng. Con này chị em mình 55 độ về, con này bao đẹp luôn. Con này 55 độ về chị em mình cho ok. Lên luôn dùng mã tay này, tay của nó là phối phối von. Phối von. Vung em hết luôn rồi. Con này đi chị em mình 55.000, lên mã dài tay 55. Size 55 độ về chị em mình chút đẹp. Nha, lên luôn chung mã này là mã tay tay hồng và tay trắng nhé. Có hai con dài tay màu trắng và một con dài tay màu hồng. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn chung này. Khá là mấy thứ này. Cái này nãy bao nhiêu rồi? Áo C145. Lên mã này mã dài tay Phượng Phạm. Thấy chị ti ti rồi. Thấy ti ti, thấy em hết rồi. Dài tay hồng. Dài tay hồng, dài tay hồng cho chị Phương Phạm. Còn dài tay trắng thôi. Còn hai 55k dài tay là 55. Nhưng còn hai con màu trắng, chị nào lấy màu trắng đó, màu trắng luôn rồi nha. Màu trắng nó có kèm phụ kiện chị em mình ơi. Trắng này nó có kèm phụ kiện. Còn màu trắng thôi. Cái này chị em mình có thể mắc vô trong này. Còn tay trắng, hết tay hồng rồi. Còn hai con tay màu trắng thôi. Chị nào lấy tay trắng lên tay trắng luôn dùng nguyên nhé. Dài tay bồng, muốn kéo mở ra cho chị em mình xem. Chị em mình thích ấy thì chị em mình bỏ vô như này nha. Còn màu trắng, đẹp lắm. Xài 55 đổ về chị em mình chứ ok. 55k nha, chị nào lấy mã dài tay trắng 55, còn hai con. Chị nào lấy thắt nót cho nó gọn kho nha, còn hai con. Ai lấy dài tay trắng lên dài tay trắng, còn hai con trắng. Rồi nha, lên mã chéo hồng, con này Boris chứ chị em mình. Thun Thái là bữa nay vơ luôn rồi, lâu lâu nó lọt lại được cọc thôi. 65 không có chị ơi. Lên mã này mã chéo hồng, Boris luôn, 49.000 sau 55 đổ về. Ok chị Bitcoin. Bitcoin.
em còn tắc nam, còn tắc nam nhé. Rồi ok, chị nào lấy chéo hồng lên chéo hồng. Lên mã này là mã tim hồng, body fit tay bồng nhẹ. Tay bồng nhẹ, size chị em mình 55, đổi về chị em mình chốt đạt nhé. Lên mã tay bồng, chéo hồng. Chéo hồng đây, chéo hồng cho làm thứ. Lên mã này là mã đá vàng, chéo hồng em hết. 49k, đá vàng luôn. Nhà đá vàng đây chị em mình 39k nốt luôn. Đá vàng Boris, đá vàng Boris size 52 đổ về. Tim cho chị tim đây, tim cho chị Trung Thủy nha. Rồi lên luôn dùng con này luôn. Lên mã đá vàng 39k nhé, 39k đá vàng. Ai lấy đá lên đá. Lên mã ngọc hồng vàng cho Linh Thị Nguyễn Thị. Chốt đơn chị báo giùm em nhé. Chốt đơn chị báo bỏ thêm gì nữa. Lên luôn dùng mã ngọc giờ, tại vì ở đây không có mẫu. Lên luôn dùng mã ngọc size 55 đổ về chị em chốt đây. Ngọc đi chị em mình 39. Đá em hết rồi. Ngọc nhé, chị nào lấy ngọc lên ngọc luôn dùng nguyên. Ngọc nha, chiếu hồng cũng hết. Ai lấy ngọc comment lên ngọc luôn dùng nguyên nha chị em ơi. Đá em hết rồi. Ngọc 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 ngọc. Chị nào lấy ngọc lên ngọc. Giờ tay trắng cho Tương Võ. Giờ tay trắng hồi nãy tỏ bỏ xuống rồi sao. Ngọc cho chị Ly chưa? Ngọc cho Ly chưa? Nữ giờ em không có. Giờ không nha. Lên mã nhún đen. Nhún đen á, nhún đen 39 em đi dồn chứ còn còn thun thái không? Còn cặp nào thun thái không? Người ta tráng 55 rồi. Hả? Người ta tráng 55 rồi. Giờ tay tráng là 55 rồi. Ôi, cặp này áo có mũ, từ từ chồng một tí nhé. Áo có mũ nè chị em, mình áo mắt đi nè. Áo hết đi nè. Ôi trời ơi, hết đi đây chị em mình nè. Hàng này gọi là hàng khắc kỹ rồi. Phải không biết. Con này lên chân mã mũ đen. Ôi trời ơi. Lên mã mũ đen. Nhún đen kìa. Ly chương. Mũ đen dùng em có tông tàu. Sao trẻ mình lấy 60 như trẻ mình thôi. Đây luôn trẻ mình là 79k. Từ từ, thun thái từ từ. Cọc này thun thái từ từ chờ xíu. Nguyên đây luôn trẻ mình cọc này đã. Em đây luôn trẻ mình cái này luôn 79k. Chắc có tông tàu chéo. Hát đi nha trẻ mình thôi. Ôi giời ơi. Cho chị Linh Thị Nguyễn Thiện con 79k luôn. 79k. Linh Thị Nguyễn Thị. Nhá, chị nào lấy mã mũ đen lên mã mũ đen đi. 79k size 60 chị em nào ok. Nha, chị nào lấy mũ đen lên mũ đen. Quần xì cho bé hiện tại em không còn. Không có chở cái này của người lớn rồi, size 60 nhá. Mũ đen. Hàng này bèo chị em mình mua 101, 102 chứ làm chỉ có chuyện hàng chục chục nhỏ nhỏ như nhiều Nguyễn. Đấy. Size này dành cho những chị em mình 60 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên mã mũ đen luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Cốt tông tàu chéo nhá. Tầm em mã mũ đen 79k. Bao rẻ luôn. Ai không phát hơi bị phí. Không phát cái này hơi bị phí đó. Hàng này hàng cắt kỹ đó. Đấy, chị nào lấy mũ đen lên mũ đen. Còn một kiểu mũ thôi. Mũ đen. Lên mã xương rồng này đi chị em mình 69k luôn. Xương rồng này không mũ nhá. Xương rồng không mũ size 60-62. Tặng 69k luôn. Nha, lên mã xương rồng. Xương rồng 69. Xương rồng. Lên mã sọc 69k luôn. Cho nó gọn. Sọc vàng và sọc đen xây 60 nhá. Chip giờ em không còn chip chợ. Còn chip xu thôi, không còn chip gì hết. Lên mã sọc vàng và sọc đen. Giá đi luôn trẻ mình là 69k sọc luôn. Kỳ nào lấy sọc lên sọc luôn dùng nhá. Lên trẻ mình cọc này thôi nhá. Đi nát cọc nè. Vàng cho 69 cho Hồng Phục. Toàn 69 cho Hồng Phụng này ba. Cọc này toàn thun thái giá 49k như vậy mà nó. Toàn thun thái giá 49k. Cái này bỏ cho Hồng Phụng. Hồng Phụng luôn. Sọc đen này cho Hồng Phụng luôn. Ok, sọc vàng hết. Sọc vàng hết. Còn sọc vàng này. Không chị ơi, giờ em không có bộ bé gái nha. Em không có bộ bé gái nha. Đó.
em cũng lộn xộn sai giờ sáng sáng ra xộn ra được. Sọc tím thôi, em còn sọc vàng này, size trẻ mình 60 luôn. Mình đang còn sọc vàng này, size 60 thì trẻ mình lên mã sọc vàng size 60 nhé. Con này da cá tàu, con này da cá tàu như vậy em nhé. Lên mã sọc vàng 69k luôn, size dành cho những trẻ mình 60 độ về trẻ mình chút đẹp. Này mix với sọc vàng, sọc vàng này nhá, sọc vàng đen này cho con không có sọc vàng trắng đâu. Ok thì chốt, lên mã sọc vàng. Bộ lúc trưa còn không à? Sọc vàng cho cô Thu 69k luôn. Bộ lúc trưa là bộ nào trời ơi. Lên mã này mã theo cam, sọc vàng là giá 69k. Lên mã này mã theo cam 69 luôn. Theo cam 49 nha, thun thái nhá. Theo cam này là thun thái 49k. Xanh hồng, xanh hồng cho chị, hồng lon hoàng 49k nhân 2. Rồi nhá, con này size trẻ mình 57 đổ về. Lên mã theo cam. Bộ dài tay NI à. Còn còn màu hồng, màu xanh phải. Hồng và xanh. Nha, lên mã thái cam 49k. Thái cam cho phùng phùng phượng nha bác. Phùng phượng. Tím. Tím thôi. Còn sọc tím thôi. Tím cho hồng phụng. Tím hồng phụng. Sọc vàng hồi nãy cho chị Bích Hà. Vàng số 9 cho Bích Hà. 4 tiếng à? Ừ, thứ thái là 4 tiếng. Rồi nhớ lên mã thái đen. Thái đen này theo, theo nổi cộm lên trên luôn, đẹp lắm. Con này đẹp lắm. Lên mã này là thái đen rồi nguyên nhất 49k thái đen. Nguyên lên cọc này nó là nguyên ngân nhé kẹo mình đó. Thái đen 49. Lên mã bò trắng 49k. Em không nhé chị Lê Kiều ơi, giờ em không lên đồ bát. Không có lên đồ bé nữa nha. Lên mã bò, phôm này trẻ mình 60 vẫn mau ok đấy. Nha, lên mã bò trắng 49k nhá. Không chị ơi, không nhé chị lên thường nha chị ơi. Nha, chị nào lấy bò trắng lên bò trắng giúp nguyên cái này. Xem mã này mã chữ K, xem 55 đổ về chị em chốt ok. Bò cho hùng phục. Bò hùng phục. Chữ K. Xem 55 đổ về. Con này chắc sướng tay thiệt luôn. Xây 60 vẫn mang ok. Cảm ơn mã chữ cam nhé. Xây 60 vẫn mang được 49k nhé. Thun thái nha chị em ơi. Đây mã chữ cam. Chữ cam và chữ xanh 49. Phôm này phôm 60 nha chị em ơi. Con này phôm hơi lửng lửng chứ nè. Nha, lên mã chữ cam và chữ xanh. Xong Nguyên Ngưng nha chị em ơi. Xong Ngưng nha. Xanh và hồng phụng. Xanh. Xanh đây, xanh đây. Còn cam đấy, chị nào lấy cam lên cam dùng nguyên. Xong Ngưng like nhé chị em mình nha. Ngưng nhé. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình từ từ. Chị Văn cao ra đủ hai cái. Cam cho chị Hồng Loan Hoàng luôn. Hồng Loan Hoàng luôn. Rồi ok, mình tắt like nhá. Chị cam bên cho CC. CC đi ra hết. Còn dưới này toàn bò rít thôi. Mấy cái này là bò rít hết rồi. Thôi không khui nữa. Không khui nữa. Rồi nha, Ngưng nha trẻ mình ơi. Hàng trẻ mình à. Không biết mai 21. Mai thì chắc chắn là buổi trưa là không like rồi. Nha, tắt like nha trẻ mình nha.